Thì nhiều người và rất là nhiều người họ căm phẫn Tần Thủy Hoàng đã dùng sức người không biết bao nhiêu cái mạng người để xây dựng lên cái vạn lý trường thành đó. Nhưng mà bây giờ thì thế giới họ công nhận vạn lý trường thành là một kỳ quan của thế giới đó. Mà nếu mà ngày xưa mà không có Tần Thủy Hoàng á thì ngày giờ này con cháu của ổng cũng không có cái kỳ quan vạn lý trường thành để cho hậu thế mà chiêm ngưỡng. Thế thì các bạn biết là trong cái giai đoạn mà xây dựng vạn lý trường thành đó, thì mỗi người có một cái thái độ suy nghĩ khác nhau. Một cái ngày kia cái một cái ông đốc phủ á, ông mới đi vào thăm trong cái vạn lý trường thành đó. Ông mới đến, ông mới hỏi từng cái người công nhân, ông hỏi từng cái người công nhân một, anh có thể cho tôi hỏi là anh đang làm việc gì đó. Thì cái anh công nhân mới trả lời với ông đốc phủ như sau: bộ ông thấy sao, tôi đang đẽo đá. Người thứ nhất á, ông hỏi là bộ ông thấy sao tôi đang đẽo đá. Cái nó ông đẽo đá làm cái gì vậy? Tôi đẽo đá để xây cái vạn lý trường thành mắc dịch này nè. Thế là ông không nói gì hết, ông đi qua đến cái người thứ hai, người công nhân thứ hai, cái người mà thợ xây vạn lý trường thành đó. Ông mới hỏi là anh đang làm gì vậy? Nó tôi đang bị bắt đến đây để đẽo đá và tôi phải làm cái việc này để tôi có tiền tôi nuôi cho đứa con nhỏ của tôi. Ông không thấy hay sao mà ông còn hỏi? Thì cái ông đốc phủ đó ông mới nghe câu chuyện đó xong cái ông không nói gì hết và ông đi qua đến một cái người thứ ba, ông hỏi anh đang làm gì đó. Thì cái người thứ ba ông mới nói như nè, người thứ ba họ mới nói như vậy: anh không thấy sao, tôi đang xây dựng một cái công trình để đời cho tương lai con cháu tôi sau này, để nó có cái điều kiện để mà nó ngắm nhìn lại cái kiệt tác mà của người Trung Hoa để lại. Thì cái ông đốc phủ cảm thấy rất hài lòng vì cái tầm nhìn của cái người thứ ba. Như vậy thì mỗi một người á là một cái cảm xúc khác nhau. Có người hỏi ông thấy tôi đang đẽo đá này, có người nói tôi đẽo đá để kiếm tiền nuôi con, nhưng mà có người đó họ nói là họ xây dựng một kiệt tác cho thế giới sau này. Tầm nhìn nó khác nhau. Thế thì cái câu chuyện này hãy muốn hỏi các bạn trên tay Hải đây là cái gì? Có người thì nói là cái đây là cái cửa hàng, có người nói là đây là cái catalog, công cụ thực hiện ước mơ đây, có người nói là đây là cái công cụ thực hiện ước mơ, nói gì nữa? Và cũng có người sẽ suy nghĩ rằng là đây là cái tài sản của tôi đang nắm giữ trong tay, đúng không ạ? Họ không có nhìn đây là một cái catalog, họ không có nhìn đây là một cái công cụ để kinh doanh, mà họ nhìn đây là một cái tài sản mà họ đang được sở hữu trong tay đó. Như vậy thì ý hãy muốn nói đó, cái thái độ của mình khi nhìn vào một cái sự việc thì mỗi người sẽ có một cái thái độ khác nhau, không ai giống nhau hết. Như vậy chúng ta sẽ nói về cái sự, đó là cái sự công bằng, cái sự của cái sự công bằng. Đó. Sự công bằng là gì? Cái sự công bằng là khi bạn cho đi bao nhiêu bạn sẽ nhận lại được bấy nhiêu, thế thôi, đúng không nào? Đó. Đừng hỏi là tại sao Điệp Như 6 chân ấy, 8 chân tháng này, Điệp Như 8 chân tháng này, mèo con 8 chân thế tháng này, trong khi Thảo Candy có 3 chân trong tháng này, mà hai người cũng cùng xuất phát một thời điểm là giống nhau. Các bạn hình dung hay nói ha. Như vậy thì cái thái độ chính là cái lý do nó quyết định cho cái sự thành công của mỗi cá nhân khi mà làm Oriflame. Như vậy khi mà đội nhóm của các bạn sẽ có những cái thành viên nổi trội và có những thành viên không được nổi trội ở
trong đội nhóm của các bạn. Thì với vai trò là một cái người bảo trợ thì các bạn sẽ làm điều gì với lại các bạn thành viên trong đội nhóm của các bạn? Các bạn xem họ là những cộng tác viên, các bạn xem họ là đối tác của các bạn xem họ là doanh nghiệp của các bạn, hay các bạn xem họ là tài sản của các bạn? Mỗi người nó có một cái thái độ khác nhau. Các bạn hiểu ý Hải nói không ạ? Thành ra đó, trong mắt Hải đó, Hải luôn xem các bạn là một tài sản của Hải, chứ Hải không xem các bạn là một downline của Hải, là một thành viên của Hải, hay là một cái đứa là cái máy in tiền cho Hải. Không phải. Hải sẵn sàng Hải bảo vệ những cái người trong đội nhóm của mình. Thậm chí có những cái việc mà Hải phải nhìn xa hơn một chút để Hải đề phòng những cái bất trắc và những cái rủi ro. Hải không muốn có những cái rủi ro nó xảy ra với đội nhóm của Hải. Hải không muốn những cái rủi ro nó ập đến với những cái viên kim cương của Hải. Đại loại giống như là cái hôm đi Đà Nẵng, Hải nói là không được đi Hội An, mà cũng cãi đi Hội An. Tại vì Hải rất là sợ lỡ có gì là sao. Tròn năm rồi đó. Hả? Tròn năm rồi đó. Tròn năm rồi, nhắc đúng năm rồi đó. Không nhắc để cho nhớ. Ghi vô lịch sử luôn. Ghi vô lịch sử luôn. À, Hải không muốn là có những cái bất trắc nó xảy ra, lỡ trên đường đi có chuyện gì đó làm sao. Các bạn biết đó, ngày xưa ở Đà Nẵng á, Hải có một đứa tên là Bích. Nó rất là năng nổ, mà nó rất là nhiệt tình, mà nó rất là nhiệt huyết. Cái tầm nhìn nó rất là xa, nó hơn hẳn tất cả mọi người luôn. Cái suy nghĩ nó cũng xa, mà cái hành động nó làm cũng khác mọi người nữa. Có nghĩa là bạn, Hải đánh giá bạn rất là tiềm năng. Mà trong nguyên cái group Đà Nẵng của Hải á, thì Hải chọn nhất là, Hải chọn, tức là Hải để ý nhất là bạn Bích đó. Một cái ngày kia Hải quay trở lại Đà Nẵng, cũng không xa đâu, có một tháng à. Cái Hải mới gọi điện thoại cho nó mà không có bóc máy. Điện thoại hỏi é. Cái Hải mới gọi cho con Hồng, là trưởng nhóm cấp cao nhất của Đà Nẵng bây giờ là Đinh Thị Thúy Hồng. Hải nói Hồng Hồng, sao con Bích nó ở đâu mà sao anh gọi nó hoài, nó bắt cái máy, nó nói Bích nó chết nay nửa tháng rồi anh. Cái hỏi sao vậy? Mình tưởng nó chết rồi. Nó tiêu cực, nó chết. Cái hỏi sao vậy? Đứa nào làm nó tiêu cực? Cái đâu đó nó bị xe cán chết cách nay nửa tháng rồi. Cái Hải nói bị chích chào gì ghê vậy. Và Hải mới móc điện thoại ra, và điều Hải làm đầu tiên là xin lỗi Mít. Hải xóa điện thoại luôn, tao gửi số bây giờ dưới cho mày, không gọi cho mày nữa. Thì cũng là một chuyện các bạn biết rất là đau lòng. Bạn đi xuống Hội An để bạn làm một cái hội thảo, hồi xưa không có live stream như bây giờ mà phải đi xuống chỗ đó để tuyển người rồi làm hội thảo dưới đó. Nhưng mà trên đường đi thì tai nạn xảy ra, không đoán trước được cái chuyện gì mà xảy ra. Thành ra những cái chuyện mà Hải đã đi qua, đây là câu chuyện có thật. Các bạn có thể hỏi leader Đà Nẵng về bạn Bích, là gần như ai cũng biết đó. Những cái người ngày xưa đó, thì sau này Hải rất là sợ. Và những cái người nào mà trong đội nhóm của Hải, dù các bạn là ai, Hải luôn bảo vệ các bạn, bởi vì các bạn chính là tài sản của Hải. Hãy bảo vệ các bạn từng ly từng tí một. Thậm chí đi xe là Hải phải kè từng chút một. Đi qua đường Hải cũng cẩn thận cho mọi người từng chút một. Và Hải làm tất cả mọi việc nào tốt nhất có thể cho các bạn, để các bạn yên tâm để mà tận hưởng những cái tháng ngày các bạn được relax ở Đà Nẵng. Và cái kết quả đó các bạn cảm thấy rất là hài lòng khi mà các bạn được một cái chuyến du lịch ở Đà Nẵng. Sau đó các bạn quay trở về, thì trong suy nghĩ các bạn không có bất cứ một cái tiêu cực và không có bất cứ một cái rủi ro nào nó đến với các bạn hết. Mà trong suy nghĩ các bạn chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc khi các bạn được tham dự cái hội nghị đó. Hình dung Nguyễn Hải nói ở đây nha. Như vậy cái câu chuyện Hải muốn nói rằng là các bạn khi mà làm việc thì các bạn phải trân trọng và yêu thương đội nhóm của các bạn, và hãy xem họ như là một cái tài sản quý giá của các bạn đang được sở hữu ở trong tay. Bởi vì các bạn không tìm ở đâu ra được những con người như thế này. Các bạn biết rằng là
để có được Huỳnh Anh hay là phải đánh đổi bao nhiêu người họ say no để hay có được Huỳnh Anh không? Rồi để có được một cái người như là Thảo Candy hãy phải đánh đổi bao nhiêu người để cuối cùng để có được Thảo Candy không? Và Thảo Candy phải vượt qua rất là nhiều người, vượt qua rất là nhiều thử thách để mà mở được 3 chân tắc, Quỳnh Anh mở được 8 chân tắc. Có nghĩa là những con người đó là những con người các bạn không phải dễ tìm, bởi vì đi tìm tiềm năng rất là khó. Mà các bạn cần phải trân trọng cái tài sản đó của mình. Như vậy, cái tài sản mà Hải muốn dạy cho các bạn ngày hôm nay, Hải muốn dạy cho các bạn ở đây, đó là Hải nói các bạn hiểu được một cái, đó là những cái người mà họ đang tích cực làm công việc này. Thế thì những cái con người mà họ chưa tích cực, chứ Hải không nói họ tiêu cực, họ chưa nhìn thấy được bức tranh công việc, thì bạn sẽ làm gì với họ? Lựa chọn thứ nhất, cho họ một cơ hội. Lựa chọn thứ hai, xóa họ mãi mãi luôn, không bao giờ để cho họ có cái cơ hội để họ quay trở lại công việc này. Và lựa chọn thứ ba là các bạn mặc kệ họ, để cho họ tiếp tục làm việc. Bởi vì có được điểm nào hay điểm đấy, điểm là BB á, thì các bạn chọn cái option nào? Thó ra khỏi nhóm. Ủa sao mày trả lời vậy? Có 3 cái option. Các bạn chọn cái option nào? Xóa người đó ra khỏi nhóm. Cho họ cơ hội. Nói chuyện một một trước. Nói lên đi các bạn, mạnh dạn luôn. Ở đây 21% hết rồi đúng không? Em thì em nói chuyện một một trước. Xong rồi nếu mà ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba vẫn không thay đổi thì em sẽ stop. Và khi nào bạn có quyết tâm quay lại, em vẫn cho cơ hội là và em sẽ theo dõi tiếp tục đó nữa, vẫn không thay đổi, em sẽ không cho mọi người. Ai đồng ý cái cách của mình anh giơ tay lên? Ai đồng ý? Các bạn cứ cho họ cơ hội mãi á, thì cái cuối cùng các bạn đang làm một cái việc, đó là các bạn hại họ, chứ các bạn chẳng có giúp ích gì được cho họ. Giống như Hồng Nguyễn thương Hồng Nguyễn, Hồng Điệp Như thương không thương? Điệp Như thương mèo không thương? Nhưng mà muốn làm gì đó với Hồng Nguyễn thì Điệp Như phải tham vấn với Hải trước. Anh, trường hợp này sao? Xử hay không xử? Nó xử nó đi. Là mình đang thương bạn, mình muốn giúp cho bạn, thì mình muốn cho bạn định hướng rõ hơn về công việc và cái hành động đó, để cho bạn thấy được điều mà người bảo trợ họ đang muốn cái gì. Chứ không phải là các bạn có rất là nhiều, các bạn chính các bạn ngồi trong đây mà các bạn không thay đổi được cái tư duy của mình trong một cái sự vô cùng ích kỷ, đó là thôi kệ, để nó trong đây đi, xóa nó ra mất 200 BB xong. Bởi vì được 200 BB nào tốt, 200 BB đấy đúng không? Thật ra chính vì cái sự suy nghĩ ích kỷ đó, các bạn không có dám mạnh tay với những cái thành viên trong đội nhóm của mình. Mình đang trên đường để mình nâng cấp họ mà. Thật ra họ cần phải có cái kỷ luật để mà làm việc tốt, để đạt được kết quả tốt. Vì ngay từ lúc đầu mà trong cái suy nghĩ của họ không có cái làm việc kỷ luật, thì xua với các bạn luôn, họ không có con đường nào để lên đây mình. Chị Thủy không tự nhiên bước lên đây mình. Mèo con không tự nhiên lúc bước lên đây mình. Điệp Như, Quỳnh Anh không tự nhiên bước lên đây mình. Nếu họ không có kỷ luật, nếu họ không có thái độ như vậy. Có phải là những người như là chị Thủy hay là bạn Mèo, là trước đó họ đã phải học được những cái bài học cần phải làm việc có kỷ luật hơn để
phát triển không? Bữa nãy chị Thủy vừa mới nói, chị chỉ có một cái điểm yếu duy nhất là chị làm việc thiếu kỷ luật. Chị không kỷ luật, chị sợ tiếng dưới của chị lắm. Chị thấy tụi em giả man quá, tụi em bắt đội nhóm, bắt người mới mà mới vào phải hoàn thành 200 BB, chị không thể, chị chỉ dạy cho họ có 100 BB. Nhưng mà chị suy nghĩ lại là, ủa sao mà hoàn thành 200 BB dễ dàng vậy? Mới vô bắt bán qua nát combo luôn hả? À, đúng rồi. Ừ, chị phải coi lại. Thành ra chỉ có cái sự kỷ luật mới tạo cho đội nhóm các bạn đi vào guồng và bắt đầu họ sẽ phát triển. Có vậy. Hình dung ha. Thế thì cái Hải nói với các bạn ở đây á, những cái thành viên trong đội nhóm của các bạn chính là tài sản của các bạn. Và họ là một phần trong cái bước đường thành công của các bạn. Cái ngày các bạn được vinh danh để trở thành một cái danh hiệu là Diamond, trở thành một cái danh hiệu là Gold Director, đó là cái thành quả lao động cực lực của đội nhóm các bạn mà thành. Các bạn hãy nghĩ, một mình các bạn có làm được cái điều đó hay không? Không. Các bạn không thể làm được cái điều đó. Mà nó còn nhiều thành viên trong đội nhóm của mình. Ủa sao mấy bạn cho đứng ngoài vậy? Cho mấy bạn cứ vô đi. Để giờ anh ngồi đợi máu rồi. Vô là xếp ghế tùm lum người ta lắm. Ờ, cũng được. Thằng này kỷ luật quá. Tụi em không vô được đó là trễ giờ đó, thằng Long nó không cho vô. Long không cho vô. Ủa chứ anh em không luyện là anh tụt cảm xúc rồi sao? Thì đó, không mong hơn tiếp tiếp. Anh nghe lời Long. Ở đây em có hai người mà anh nghe lời kêu bằng là vô cùng nghe lời đó, là Long với lại Trúc Bobby. Hai đứa đó anh nghe lời nó nhiều lắm. À, như vậy cái hãy nói là khi các bạn làm việc trong toàn bộ đội nhóm các bạn thì cái sự kỷ luật, cái sự quan tâm, cái sự gắn kết với đội nhóm và cái sự thành công của các bạn là phụ thuộc đa phần là từ đội nhóm của mình. Nhớ nha. Như vậy bài học đầu tiên mà hãy dạy cho các bạn là hãy xem những cái tiềm năng trong đội nhóm của mình là một tài sản. Nó là một tài sản chứ nó không phải là một công cụ để giúp cho các bạn in tiền. Dĩ nhiên sau khi học cái buổi này rồi cái ra nói với Điệp Như, của em là tài sản của chị đó nha chị Như, chị mà xó em là chị mệt mỏi với em, em sẽ báo với anh Hải. Ai nói vậy? Ai nói vừa nói em giúp nó ra cho anh Điệp Như. Tào lao miếng lao đâu, em đang chờ người nào nói với em chứ không vậy. Không ai nói chưa. Như vậy chúng ta hiểu rồi ha. Các bài học đầu tiên á, các bạn hãy xem những cái thành viên trong đội nhóm của mình, những người tiềm năng trong đội nhóm của mình là một tài sản. Và cái việc mà các bạn phải làm là các bạn phải luôn quan tâm đến cái mục tiêu của họ, có cái thời gian cụ thể và rõ ràng. Nghe kỹ nha. Phải luôn quan tâm đến mục tiêu của họ, có cái thời gian cụ thể và rõ ràng. Và không bao giờ cho phép họ có quá 30 ngày để dừng suy nghĩ. Nhớ là không bao giờ cho phép họ có quá 30 ngày để dừng suy nghĩ. Khi phát hiện họ có những cái dấu hiệu của cái sự thỏa mãn, của cái sự hài lòng thì ngay lập tức bạn hãy xử ngay cho Hải, dù họ là ai. Các bạn nghĩ Điệp Như, Hải có ra tay với Điệp Như bây giờ chưa? Có, Điệp Như Hải cũng chẳng chừa đâu. Tại vì bạn đang làm cho bạn đang kiếm tiền cho bạn và cho tương lai của bạn, rồi con của bạn, rồi gia đình của bạn, những đứa em của bạn.
Và bạn đang ở trong một cái đó là đại vận, mà tại sao phải dừng lại khi mà người ta đang trông chờ một cái đại vận? Trong khi ta nắm được đại vận mà chúng ta lại dừng lại là cái điều hãy không muốn xíu nào cả. Hãy chưa bao giờ cho Thường Vân ngừng suy nghĩ bao giờ. Bạn cứ làm việc và hãy cứ dõi theo. Hay là Khánh Ngọc cũng vậy, làm việc cứ dõi theo. Còn Tố Trinh là hãy chẳng buồn nói nữa rồi, hãy thả ra một bên luôn rồi. Bởi vì tháng thứ nhất hỏi tháng này mấy chân, ba chân. Tháng thứ hai hỏi tháng này mấy chân, ba chân. Thôi em đứng ba chân đó luôn đi. Trong suy nghĩ của Hải đã nói như vậy. Vì sao? Ở họ có một cái sự, đó là thỏa mãn và bằng lòng với những cái kết quả mà họ có được. Cái đó là lẽ tất nhiên, các bạn không có, không thể nào mà không bắt họ làm điều đó được. Tại vì bản thân họ sẽ làm được điều đó. Vì sao? Vì thu nhập trước đó của họ là bao nhiêu? Giống như ngân hàng nè, 12 triệu, bây giờ 18 triệu, thỏa mãn rồi. Làm cứ tèn, không có quan tâm. Thôi thì em cứ sống với những tháng ngày đó của em đi, anh cũng buồn nói tới em để nói chuyện với người khác nó hay hơn. Nhưng hai bạn họ có là tài sản của Hải không? Có. Nhưng mà tại sao Hải làm với họ về điều đó? Để cho họ nhận ra, dĩ nhiên họ nhận ra thì họ sẽ bị bỏ lại thôi. Cái dòng xoáy Oriflame nó bỏ các bạn nhanh lắm. Nhanh vô cùng nhanh luôn. Khi bạn chậm chừng nửa năm thôi là người ta đã bứt phá hơn gấp đôi bạn rồi. Khi bạn chỉ cần chậm một năm thôi là người ta đã đi hết một chặng đường rồi. Bạn lúc đó bạn đang còn ở đâu đó trong một kế hoạch thành công mà bạn vẫn chưa tỏa sáng được. Dĩ nhiên họ sẽ quan tâm với những người nào mà thật sự họ tỏa sáng, vì họ thấy được cái cơ hội mà Oriflame mang lại cho họ. Họ thấy được cái mà ở đây họ có thể kiếm rất là nhiều tiền mà họ không phải đầu tư về tiền. Các bạn có đồng ý với Hải về điều đó không? Cái môi trường này các bạn không có đầu tư về tiền. Và khi mà các bạn nỗ lực, các bạn làm việc, các bạn cảm thấy mình quá mệt mỏi. Có đôi khi các bạn nản lắm. Các bạn muốn bỏ cuộc lắm. Đôi khi mình muốn bỏ giữa chừng luôn á. Và đôi khi các bạn bế tắc lắm. Hãy biết chứ. Hãy biết về điều đó chứ. Nhưng mà nếu chúng ta không nỗ lực, chúng ta không cố gắng hơn một ít nữa thì chúng ta là người bỏ cuộc chắc. Các bạn hôm qua có xem cái clip mà Hải up lên. Đó là cái lời động viên cuối cùng của Hải, còn 3 ngày nữa là đóng tháng lại. Cái lời động viên của Hải dành cho các bạn mà đang chạy chức danh đó, đó là hãy up cái kế hoạch thành công. Với là hãy nói là còn 3.000 điểm cũng chiến, mà 4.000 cũng chiến, 3.000 cũng chiến, mà 4.000 cũng chiến. Đó là cái lần động viên thứ nhất. Cái lần động viên thứ hai là một cái clip. Các bạn có xem đi xem lại cái clip đó không? Rồi các bạn thấy làm sao? Thậm chí hôm qua up cái hình, cái clip catalog những dự sản phẩm hot của trên catalog tháng 12, nhảy vô điểm danh rồi cái này em có mặt. Suy nghĩ sao vậy? Không có đọc comment, không có đọc gì hết trơn, cứ thấy là nhảy vô là quất liền à. Thôi mình không có lạc chủ đề nữa. Hãy quay trở lại các bạn. Thế thì á, khi mà mình làm việc á, thì có những lúc mình có những cái ngã rẽ nó rất là bất ngờ mà các bạn không biết được ở phía sau ngã rẽ đó là cái gì. Đó chính là cái kết quả của mình. Trong giai đoạn mà các bạn đi làm công nhân, trong giai đoạn mà các bạn lấy chồng sinh con đẻ cái đó,
trong cái giai đoạn mà các bạn nghỉ thai kỳ á, hay là trong cái giai đoạn mà bạn đang làm công việc văn phòng, có bao giờ các bạn nghĩ là mình sẽ được đến một cái nơi sang trọng nhất để các bạn được ăn uống những cái món ăn đắt tiền nhất? Các bạn có nghĩ đến điều đó? Các bạn có tự hào khi mà mình được vào cái Diamond Club, và các bạn có tự hào khi các bạn được vào Lotte, rồi các bạn có tự hào khi mình được ăn gan ngỗng không? Mà tại sao không ăn? Chút xíu nữa Hải sẽ nói đến cái phần này với các bạn. Nó sẽ tới bây giờ đó, nó sẽ tới bây giờ. Thế thì khi các bạn nỗ lực, các bạn có 2 chân tách, các bạn có 3 chân tách, các bạn đạt tiêu chuẩn để vào cái Diamond Club, các bạn được Oriflame tưởng thưởng cho các bạn bằng một cái bữa tiệc thịnh soạn ở một cái nhà hàng sang trọng bậc nhất. Oriflame làm điều đó với bạn để cái gì biết không? Trân trọng bạn. Bởi bạn là những viên diamond của Oriflame đó. Và bạn được thỏa mãn, được mãn nhãn với là những cái món ăn đắt tiền nhất. Các bạn có ăn qua lớp tơ không? À, tâm hùm á. Thấy ngon không? Ngon. Thấy ăn gan ngỗng có ngon không? Ủa sao vậy? Bữa em có đi mà. Có nhưng mà không có ăn. Bữa thì sao không có ăn? Nó nằm kế bên con tôm đó. Không biết luôn hả? Ăn mà không biết nó là cái gì luôn. Kế bên con tôm nó có một miếng nhỏ vậy nè. Phải không? Đi hả? Nó chưa? Không biết tưởng đồ trang trí ăn bỏ luôn rồi. Không biết mà là em ở ghế hả? Đường bên tôm nó vậy. Em tưởng con tôm nó vậy. Làm tiếp nha. Đếm nha. Cái đó là Oriflame ghi nhận cái thành quả và công sức của các bạn nỗ lực. Hãy chắc các bạn luôn, trong cuộc đời các bạn chưa bao giờ các bạn được thưởng thức cái món gan ngỗng ngon như thế. Có khi các bạn thèm tôm hùm lắm, nhưng mà thật sự rất là ngại bởi vì mất tiền. Bây giờ làm rất là nhiều tiền cũng rất là ngại để mà ăn một con tôm hùm với lại gia đình của mình. Tại một người vô đó 1,5 triệu á, mà nhân cho 4 người trong gia đình của mình, luôn 2 đứa con, 2 vợ chồng, thì nó 6 triệu, tiếc lắm. Các bạn không có giá. Rồi, một cái ngày không xa các bạn được tham dự cái Director Seminar ở Đà Nẵng. Các bạn có tưởng tượng được rằng là các bạn ở trong một cái gian phòng mà nó đẹp, lộng lẫy. Có người phải thốt lên là cái toilet nó còn bự hơn cái phòng ngủ của em. Cái phòng trọ của em, xin lỗi. Cái toilet mà nó còn đẹp hơn cả cái phòng trọ của em nữa. Em không tưởng tượng được là nó đẹp như vậy. Các bạn có bao giờ ngã lưng trên tấm nệm ở một cái gian phòng mà sang trọng bậc nhất của một cái resort chưa? Tấm nệm đó các bạn nằm, các bạn thấy sao? Trời, lúng xuống luôn, bà dày thằng á. Không mất được điện thoại luôn, nằm xuống là ngủ mất tiêu luôn. Nằm xuống không bắt được điện thoại. Thằng mất luôn á. Tại đúng rồi, lúc mình chia sẻ về là em mệt quá, em ngủ một phải. Giờ nằm trong toilet, ngủ, nó nằm trên tấm nệm. Các bạn có trải nghiệm những cái tháng ngày đó chưa? Chưa. Rồi các bạn có nghĩ một ngày kia các bạn nhận được vali, rồi các bạn lên sân bay, rồi các bạn lên máy bay, rồi các bạn bay qua bên Charles de Gaulle, rồi các bạn được ghé theo Pháp không? Cái sân bay các bạn sẽ đến là Charles de Gaulle, là sân bay nổi tiếng của Pháp. Rất đẹp, rất sang trọng. Các bạn thử tưởng tượng được rằng là cái tháng các bạn đến là lá phong nó rơi không? Thời tiết bắt đầu nó se lạnh, các bạn có tưởng tượng được cái cảnh đó không? Rồi các bạn được ở trong một cái gian phòng mà trong một khách sạn 5 sao bậc nhất của Paris.
Rồi các bạn có nghĩ được là mình sẽ có những ngày tháng mà các bạn đi trên sông Sen và thăm tháp Eiffel cũng như là thăm cái Khải Hoàn Môn? Các bạn có nghĩ được những cái ngày tháng rồi? Các bạn có nghĩ được cái cảnh mà các bạn sẽ ngồi với đội nhóm các bạn ở Paris và các bạn ngồi uống cà phê và nói chuyện về tương lai, nói chuyện về mục tiêu, nói chuyện về những ước mơ, nói chuyện về những cái khát vọng? Các bạn có nghĩ đến chuyện đó không? Rồi các bạn có nghĩ đến một cái ngày mà các bạn sẽ nhận những cái khoản tiền thưởng kết xù? Rồi các bạn nghĩ đến những cái ngày mà các bạn nhận được nhà miễn phí từ Oriflame? Các bạn biết là đó là ước mơ cả cuộc đời của tất cả mọi người đang bên ngoài xã hội đang chờ các bạn tuyển dụng ở bên ngoài. Các bạn có nghĩ tới không? Không. Các bạn không có nghĩ tới. Vì sao? Nếu mà các bạn đã nghĩ tới những cái Hải vừa mới nói với các bạn đó, thì cái mục tiêu của bạn nó không bao giờ nó sao lãng với bản thân của các bạn được. Suy nghĩ sao hỏi cứ ba chân hoài, suy nghĩ sao hỏi cứ hai chân hoài. Các bạn có đôi khi các bạn thấy không biết nhục, chứ Hải biết nhục, nhục dùm cho các bạn với cái danh hiệu nó đứng hoài. Trong khi người khác họ vẫn lên, người khác họ vẫn phát triển. Các bạn biết vì sao? Đó là cái sự thỏa mãn, cái sự suy nghĩ là đủ rồi, các bạn không cần. Dĩ nhiên rồi, cái ngày bạn được sách vali đi Pháp, nhưng mà cái ngày bạn lên tuyên dương, đội nhóm của bạn không ở bên cạnh các bạn, không có những người trong đội nhóm của bạn chứng kiến về điều đó để nói với đội nhóm của bạn, mà không có những cái người đồng đội của bạn để vỗ tay cho bạn khi mà bạn bước lên sân khấu được nhận tuyên dương. Vì sao? Bạn làm những cái vì sao lẻ loi, vì không ai chơi với bạn nữa. Các bạn biết Hải nói ai không? Hải nói với những người mà dừng lại đó, những người thấy là mình có cái vé đi Pháp rồi, thành ra không còn nỗ lực, cứ tà tà. Rồi đến một ngày kia cũng thế nào cũng nhận được vé đi Pháp, tại vì biết vé đi Pháp là nắm chắc cái trong tay rồi, cửa nào cũng nắm nó trong tay rồi. Nhưng mà đội nhóm các bạn nhìn lại không có ai đi theo hết. Các bạn không có tỏa sáng, các bạn là những vì sao lẻ loi mà vô cùng lẻ loi trên sân khấu. Điệp Như có thấy cái cảnh đó chưa? Đi vô bên đó thấy nhiều mà, có nhiều người họ lên sân khấu họ đứng đã, họ đi xuống không ai vỗ tay, cũng không ai lại chụp hình cho họ hết. Chỉ có một mình họ thôi, giống như là một vì sao lẻ loi trong những vị tinh tú rồi. Đó là cái sự thỏa mãn. Rồi các bạn cũng được ở trong những khách sạn, nhưng mà các bạn không được đi chơi cùng chung với những cái người mà họ đang phát triển. Họ đi thành một đội với nhau, bạn lẻ loi, có mình bạn, lủi củi, có mình bạn. Bạn đi dòm hết cái này, dòm hết cái kia, các bạn cảm thấy rất là chán. Và Paris đối với các bạn không thú vị gì cả. Nhưng mà những người mà họ có đội nhóm đi theo, họ nhìn thấy cái đống rác, họ vẫn thấy cái điều đó là thú vị. Ồ, bãi rác Paris đẹp quá. Vì sao? Vì có đội nhóm của họ bên cạnh. Như vậy, các bạn muốn mình là vì sao lẻ loi hay là mình là một vị tinh tú? Thì do cái sự quyết định của bạn ngày hôm nay. Các bạn cần phải nỗ lực, các bạn cần phải làm việc, các bạn cần phải lao động, bởi vì tuổi của bạn còn rất trẻ. Mình coi lại cái background của mình đi. Cái background của mình á, mình coi lại cái background của mình đi. Mình đang là cái gì? Nếu mà không có Oriflame, liệu mình có những cái khoản đó hay không? Có ai mà cảm thấy vô cái Diamond Club ở Lotte mà cảm thấy lẻ loi một mình không? Đi selfie cũng selfie một mình, chụp hình cũng chụp hình một mình, đi có một mình một rồi, cứ lon ton làm gì làm cũng có một mình. Các bạn có nhìn thấy ai trong đó mà như vậy không? Hải nè, còn có mình Hải nè, còn ai hết trơn, nó lon ton có một mình. Hay là các bạn
đó là cái sự thỏa mãn đó. Rồi được có một lần là thôi, rồi lần sau nữa không còn nhìn thấy các bạn nữa, rồi lần sau cũng không còn nhìn thấy các bạn nữa, và các bạn nó tù lại ở phía xa mà xa lắm, cũng không ai nhìn thấy, cũng không ai còn nhớ tên các bạn. Như vậy lúc đó mình sẽ cảm thấy mình vui hay là mình buồn? Nhục. Biết nhục, biết nhục là còn tốt á, mà không còn biết nhục nữa thì không còn gì để nói. Như vậy các bạn thấy cái lợi hại của cái việc là gắn kết cùng với đội nhóm của mình chưa? Các bạn thấy những gì hãy dạy các bạn là đúng hay chưa? Đúng không? Đoàn kết chính là sức mạnh. Sức mạnh của một tập thể lúc nào nó cũng lớn hơn sức mạnh của một đội nhóm. Nó sẽ giúp cho các bạn làm được rất là nhiều điều. Các bạn nên nhớ, các bạn là những vị tinh tú và các bạn sẽ được tỏa sáng ở trên sân khấu Paris. Ok, có những bạn không có cái may mắn là các bạn không có đến được Paris, nhưng không phải là các bạn mất toàn bộ cái may mắn. Oriflame không năm nay thì năm sau, và dĩ nhiên năm sau là sẽ lúc nào cũng tiêu chuẩn cao hơn năm trước, lúc nào cũng vậy, năm sau lúc nào cũng cao hơn năm trước, tại phim web mới mà. Không là gì cả, cứ hãy nghĩ đến mục tiêu của mình, nghĩ đến những cái nỗ lực của mình, nghĩ đến những cái thành quả của mình. Các bạn nỗ lực, các bạn làm việc, các bạn chạy để các bạn đạt được cái kết quả. Các bạn muốn bỏ cuộc, các bạn hãy nghĩ đến những cái thời khắc mà các bạn được vinh danh. Các bạn hãy nghĩ đến cái thời khắc mà các bạn được chuyển tiền vào tài khoản. Các bạn không thấy mệt là gì? Còn làm việc mà không có mục tiêu, không có khát vọng, không có kế hoạch, không theo một quy trình, không theo một công thức, không theo một cái phương pháp, thì các bạn cảm thấy mệt mỏi lắm. Cái đơn giản, bán một cái hũ tender care cũng không bán nổi. Dĩ nhiên hôm nay chỉ làm việc với những người mà 21% thôi nha. Các bạn đừng đem điều này dạy xuống cho cái người mới, họ không hiểu gì đâu. Họ cũng không biết cái gì đâu. Các bạn hiểu hay nói không ạ? Thế thì trong cái phần hãy nói với các bạn, để định vị trong cái suy nghĩ của các bạn, để open mind, tức là mở cái suy nghĩ của các bạn ra đó, thì các bạn cho Hải cái lời khuyên, Hải cần phải làm gì với các bạn? Một là tháng này các bạn tỏa sáng. Hai là tháng sau các bạn tỏa sáng. Chứ không có, chưa biết khi nào em sẽ tỏa sáng. Hiểu không? Mình xác định rõ mục đích mình vào đây là cái gì. Có ai mà không biết mục đích của mình vào đây là cái gì không? Có không? Sao không? Vô đây để đi làm kiếm tiền, chứ đâu phải vô đây để đi làm trang điểm, đi học trang điểm để mà theo cái ước mơ đâu. Phải biết được là mình vô đây mình làm cái gì. Mục tiêu của các bạn lúc nào nó cũng phải rõ ràng, và nó có thời gian cụ thể cho Hải. Tháng này mấy chừng? Tháng này hệ thống của em tốt không? Quy trình các bạn đã có, công thức các bạn đã có, phương pháp các bạn đã có, đào tạo các bạn đã có, tất cả mọi thứ các bạn sở hữu trong tay hết rồi, mà các bạn không biết xài cái cổ máy lên tiền đó để có cái kết quả tốt nhất cho bản thân các bạn, thì đúng là một cái điều đáng tiếc. Các bạn ngồi, các bạn tưởng tượng đi, tưởng tượng cái ngày mình mở 6 chân tắt đi. Ủa, Bùi Tiết đâu rồi?
các bạn tưởng tượng cái ngày các bạn mở 6 trung tâm đi, rồi các bạn tưởng tượng thêm 6 tháng nữa các bạn nhận được 86 triệu thu nhập đi, các bạn biết cái hình ảnh đó, các bạn quay trở về nhà, đồng nghiệp của các bạn, bạn bè của các bạn, gia đình của các bạn, họ hàng của các bạn biết họ nhìn các bạn sao không? Họ nhìn các bạn sao các bạn biết không? Khi bạn có 86 triệu á, thấy con tao không? Giờ nó làm nó replay nó nhập mấy chục triệu, cả trăm triệu thấy. Con má mình nói vậy đó. Tự hào đúng không? Ủa con mà làm đa cấp đó, đúng rồi, nó đang làm đa cấp. Ừ, đúng rồi, má làm coi vậy đó. Nó có thu nhập như vậy. Rồi các bạn có tự hào khi các bạn trở về quê nhà mà các bạn có rất là nhiều tiền không? Các bạn tưởng tượng đi, một đời công nhân khi mà trở về nhà 7 triệu là hạnh phúc lắm rồi. Đó, ông Linh nói là người nào mà 10 triệu trong túi đem về nhà, về quê mà có 10 triệu là đỉnh của đỉnh rồi đó. Đúng không Linh? 10 triệu mà về quê á, Tết á, về quê mà có một túi 10 triệu là đỉnh của đỉnh rồi đó. Chứ đừng có nói mà đi máy bay như mèo con mà chỉ cho chiếc xe thôi đi máy bay về, cho chiếc xe xong đi máy bay vô. Chỉ khác cái là ngồi ghế hạng PC, không PC chứ thôi. Cha mẹ mình cũng nở mặt nở mày chứ. Đặc biệt là con của mình định được cho nó. Mấy bữa nay các bạn có thấy cái clip mà bạo hành trẻ em không? Có. Các bạn có đủ khả năng để xem hết cái clip đó không? Chị Trinh con mà chị Hiếu. Như vậy lỗi đó là lỗi của ai vậy? Dạ, 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 dạ. Lỗi của có bà bảo mẫu chứ, bà đánh mấy đứa đó. Không có lỗi khả năng xã hội chứ. Không có khả năng ở nhà chăm con mà đi thuê người ta làm gì. Nói như hay như thấm vậy đó. Lỗi là do cái bà bảo mẫu đó chứ đâu, hay là lỗi do cái xã hội đó, hay là lỗi do cái địa phương đó. Mình đừng có thuê người ta thì làm gì người ta đánh con mình. Ừ, mới 2 tháng mà đi gửi gì trời. Nói chung mỗi cái người mà không thành công lúc nào cũng luôn đổ lỗi. Chính xác. Thường hay đổ lỗi nhiều hơn á. Tháng này catalog sao đó anh. Ủa tôi đâu có dạy các bạn catalog đâu. Đúng. Hãy dạy các bạn gì? Catalog. Hãy chưa hề dạy catalog, bữa có người thốt lên trời catalog tháng 12. Đã quá trời sản phẩm luôn. Trời ơi nghe sao buồn luôn. Các bạn biết công sức của Hải để định hướng cho các bạn là làm sao trước Tết là mọi người phải ok hết về cái Oneness Combo không? Dạ. Bao nhiêu buổi huấn luyện Hải nói rất nhiều về cái Oneness Combo, Hải nói hoài về cái Oneness Combo. Cầm catalog tháng 12, trời đã quá trời. Quá trời sản phẩm không mãi luôn mọi người ơi, trời ơi coi nè. Thấy cái gì cũng mê hết. Đó rồi nghĩ đến cái bán. Hãy quay trở lại đi. Cái clip mà bạo hành trẻ em ở đâu đó trong xã hội này nó đang còn. Như vậy cái lỗi đầu tiên là phải cha mẹ của nó chứ không phải là lỗi đầu tiên của bà kia. Các bạn hiểu không? Không có chịu nỗ lực, không có chịu phấn đấu, làm việc gì cũng thấy khó. Ok, kết quả con của bạn sẽ như thế thôi. Thế các bạn có muốn con của mình hai đứa, ba đứa, một đứa nó được học trường quốc tế không? Có. À, giống như Tường Vân nè, em đang đi gửi con đúng không? Em có thấy con em có vết bầm gì đó không? Nó có chán đi học không? Hay là nó có ăn sô-cô-la không? Nó có ăn sô-cô-la đúng không? Là cô nó cho nó ăn đó. Xẻ tay ra cô cho viên sô-cô-la. Không, xẻ tay ra cô cho sô-cô-la. Rồi cái nó sẽ nói là cây sô-cô-la dài nè, cô giấu ở đằng sau kẹt cửa đó. Có nghĩa là đánh con nít đó bằng cách là cho ăn sô-cô-la. Tức là họ không dùng những cái từ là đánh, nhưng mà họ dùng những cái từ né đi.
và dạy con mình nó nói dối ngay từ lúc mà nó mới có 1 tuổi 2 tuổi là nó được học cái môi trường giáo dục của sự nói dối. Nhưng mà trường quốc tế không có như vậy. Trường quốc tế mọi đứa nó rất là năng động, nó rất là thoải mái, nó thể hiện cá tính của nó. Thậm chí thằng Louis nó đi học á, nó quậy cái ông thầy giáo tiếng Anh, nó giỡn ông thầy giáo tiếng Anh mà nó nói ông thầy giáo tiếng Anh cọc lên, xong ra mét cô hiệu trưởng là Louis bá đạo quá đó. Và cô hiệu trưởng phải vào rồi bắt đầu nói nhỏ nhẹ ảnh, rồi ảnh bắt đầu chịu để cho ông thầy dạy tiếp tục, chứ còn nếu không ổng cứ phá ông thầy hoài, ông thầy không dạy được. Thầy không hề đánh cũng không hề gì hết, ông giáo dục rất là hay, ông cọc luôn á, mà ông không bao giờ ông thể hiện ra cái khuôn mặt của ông, ra mấy cô giáo hiệu trưởng ông nói Louis này bây giờ bá đạo quá, tôi vô lớp là nó quậy tôi dữ lắm. Con nít mà, thành ra cái quyết định cho tương lai của con mình nó nằm ở cái quyết định của bạn ngay bây giờ. Thành ra Hải rất thích cái câu nói của Robert á, ông nói một câu này. Ủa sao biết hay vậy? Em cũng thích câu đó. Ông nói câu bây giờ mà không bao giờ. Các bạn thấy đợt này Hải apply đơn rồi đó, đợt này Hải dẫn con Hải hai đứa đi Nhật chơi mà ngồi ghế hạng PC nữa. Các bạn thấy thích không? Cơ hội nó vẫn nằm trong tay các bạn. Mình có muốn dẫn con mình đi du lịch khắp nơi trên thế giới không? Bé hơn con hãy tự hào nói với mọi người là con nó đi được 15 quốc gia rồi. Và năm nay nó được đi du học ở Anh, rồi sau khi đi học Anh trở về nó lại tiếp tục được đi Pháp. Nó rất là tự hào về cái việc của ba mẹ nó làm. Dĩ nhiên mọi thứ mình làm là dành cho con của mình. Đó chính là cái sự nỗ lực của các bạn ngay bây giờ. Hoặc là nó không bao giờ. Cái cơ hội các bạn đang nắm trong tay nó rất là quan trọng với các bạn. Nó là một hành trình và nó là một chặng đường vô cùng dài để các bạn có phấn đấu. Thật ra các bạn mà làm việc với Hải thì các bạn không có những cái ngày tháng nào nghỉ ngơi. Thậm chí Hải cũng không có cho phép các bạn có cái sự nghỉ ngơi. Thành ra các bạn có vai trò là một true leader. Này chữ U. Hãy dùng từ là true leader. Thì các bạn phải biết dạy cho đội nhóm của mình giống như Hải đang dạy các bạn. Các bạn phải biết làm cho đội nhóm của mình giống như Hải đang làm cho các bạn. Các bạn phải biết đặt mục tiêu cho đội nhóm của mình giống như là Hải đang đặt mục tiêu cho các bạn. Và các bạn phải biết kéo đội nhóm của mình bước ra khỏi cái sự thỏa mãn để họ tiếp tục với mục tiêu của mình. Các bạn có tưởng tượng được rằng là Thu Trần đưa cho Hải một cái danh sách mà cái lượng gôn đồng cấp là bao nhiêu người? Cái lượng gôn đồng cấp mà hơn 2.000 người. Không biết mình đang làm gì. Không có bám sát đội nhóm, không đi theo quy trình, không làm việc nghiêm túc. Trong khi có 2 trung tâm. Hãy nói 2.000 người trên cả nước. Các bạn tưởng tượng. Nghe có con số rồi hãy chẳng vui xíu nào. Các bạn nghĩ sao khi mà biến 2.000 người đó có 4.000 BB? Nhóm các bạn cũng có mấy người có
nhóm Quỳnh Anh cũng có đó, nhóm Điệp Như cũng có đó, nhóm Mèo cũng có đó. Thì do họ không nỗ lực. Thành ra đó, khi mà hãy nói các bạn đã trở thành một leader thực thụ thì các bạn cần phải trang bị cho mình những gì. Mình bắt đầu ha. Đầu tiên á là các bạn cần phải chú ý đến cái này. Em đi mượn cái thằng mượn của Ami đi viết coi, Ami có viết đó. Các bạn gần như không có làm cái điều này. Hôm nay Hải sẽ xây dựng cho các bạn. Không sao hết. Không có làm nhưng không có nghĩa là Hải không xây dựng cho các bạn. Nâng tầm cái giá trị của mình lên là gì? Khi các bạn là 21%, hãy dạy các bạn cái điều này, các bạn cũng sẽ xây dựng cho đội nhóm các bạn một cái điều này. Khi các bạn lên 21%, thì Oriflame gọi bạn là gì biết không? Đọc kỹ nè. Senior là gì ta? Senior Manager nè. Cảm ơn. Này anh đang vào cái dòng suy nghĩ này, cái nó không có nhảy qua cái kia, não nó xử lý hơi chậm, đây lớn tuổi rồi. Senior manager là cao cấp, senior là cao cấp. Như vậy thì các bạn nâng tầm giá trị bản thân của mình, các bạn sẽ nâng cái gì? Suy nghĩ của mình phải khác. 21% khi mà có một cái thành viên trong đội nhóm của mình tiêu cực, không biết cách xử lý, chị Như ơi, chị Như. Bây giờ nhóm em nói vậy, giờ sao chị Như? Em tự xử lý đi. Không có, chị Như lên anh, bây giờ nhóm em dưới nó phàn nàn về cái việc vậy, vậy giờ sao anh? Nửa mới ghê chứ. Nửa mới ghê. Em nữa nè. Đúng rồi đó. Đó là mình phải nâng được cái tầm, cái suy nghĩ của mình lên một cái cấp cao hơn một chút. Bởi vì mình bây giờ mình là một leader thực thụ rồi. Mình biết mình phải làm gì với đội nhóm của mình rồi. Cái chặng đường mình đi qua nó có những cái lỗi nào mà mình phải biết rồi. Và đội nhóm mình khi gặp phải, mình đã biết cách nào để mình xử lý trong đội nhóm của mình rồi. Nếu không muốn nhóm đi sai thì bản thân các bạn phải làm đúng ngay từ cái đầu. Các bạn có coi cái game hôm qua không? Cái hãy làm đó là động tác mặc cái áo với mặc cái quần. Nhưng mà đến cái người cuối cùng thì như vậy. Không vui xíu nào. Nếu mà muốn đội nhóm mình đừng có đi sai thì ngay từ lúc đầu này các bạn, bản thân các bạn phải làm đúng trước cái đó. Vậy đúng cái gì nè? Đúng ở trong suy nghĩ của mình, đúng theo công thức, đúng theo phương pháp và đúng theo quy trình. Ở đây hãy không cần các bạn sáng tạo xe đạp, xe đít gì đây hết. Các bạn chỉ cần làm theo những gì hãy đưa ra cho các bạn thôi. Các bạn không cần có sự sáng tạo. Hiểu hay nói không? Bởi vì cái cổ máy in tiền thì nó chỉ có đút giấy vào và nó in ra tiền thôi. Và các bạn chỉ làm một cái động tác là bạn bỏ mực thôi. Tức là nó tự in cho các bạn. Đừng ngồi chế thêm cái này, chế thêm cái kia, trong đó làm cái gì không cần thiết. Điều đó là điều không cần thiết. Rồi. Cái suy nghĩ thứ hai là cái suy nghĩ về cái điều gì các bạn biết không?
bình thường á. Trước đây thu nhập của tôi có 3 triệu từ cái làng online. Bây giờ tôi lên 21, thu nhập của tôi nó lên 10 triệu rồi. Và bây giờ tôi muốn có thu nhập nhiều hơn thì tôi phải dành thời gian cho nó nhiều hơn. Bình thường tôi chỉ dành có 4 tiếng trong một ngày, thì bây giờ tôi cố gắng tôi dành 8 tiếng trong một ngày. Mà không được. Không được. Tại vì tôi đang đi làm, tôi không thể nào dành 8 tiếng trong một ngày được. Thế thì đưa mọi thứ lên trên bàn cân. Bên nào nặng thì lấy, bên nào nhẹ thì tiễn nó đi. Các bạn hiểu ý hãy nói tới đây. Có nghĩa là đem cái đầu bò lên trình cho bảo trợ biết em đã giết bò, để em tiếp tục với lại cái công việc này, để em thực hiện ước mơ của em, để em kiếm tiền, nâng cái giá trị của mình lên, nâng cái suy nghĩ của mình lên. Rồi thêm một cái nữa là bây giờ mình cần phải làm gì cho bản thân của mình nữa để nâng cái giá trị của mình lên. Mình dành ra 30 phút để đọc sách, 15 phút thôi, đọc một trang sách thôi. Một ngày các bạn dành ra 15 phút hoặc là 30 phút các bạn đọc một cuốn sách, hay là các bạn đọc một cái câu chuyện suy ngẫm, hay là các bạn coi một clip tạo động lực. Các bạn biết làm gì để chi không? Làm gì để chi không? Đúng rồi, mà phải cho não mình ăn chứ. Các bạn biết tự nhiên hãy đứng đây hãy nói được hết cả. Nếu hãy không xem những clip hay nó không đọc những câu chuyện, hãy lấy đâu ra những cái bài hay để dạy các bạn, hiểu không? Dành thời gian đứng nhiều, 15 phút trong một ngày, cụ thể nó đi. Nói em chi? Cụ thể nó đi là cái gì? Khi nào? Sáng dậy sớm. Khi sáng thức dậy á, 6 giờ. Lấy cuốn sách trên đầu giường đọc một trang, xong rồi xếp lại. Hay là lên YouTube search cái clip tạo động lực, hay là search YouTube, hoặc search Facebook, tí quên, search Google chuyện suy ngẫm, có rất là nhiều câu chuyện cho các bạn đọc. Mỗi ngày mình phải cho não mình nó ăn 15 phút, đừng có cho nó ăn no quá nha, ăn no quá không có tốt. Cứ mỗi ngày ăn một ít thôi, cho nó ăn một ít thôi. Và có một cái thời gian cụ thể để nghe những cái câu chuyện của đội nhóm của mình. Em nói về câu chuyện thành công của em đi. Em nói về câu chuyện thành công của em đi. Hay em chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn của em cho anh đi. Cho anh chọn cái nào? Mình định vị cho não của họ, mình neo cảm xúc cho họ bằng cách là mình nói cho họ những cái điều tích cực. Hiểu không? Nó có hai cách nha. Em nói cho anh nghe câu chuyện thành công của em đi, hay là em kể cho anh nghe về cái sự khó khăn của em đi. Hiểu không? Cái tâm lý con người mình vậy đó. Lên trên mạng thấy đánh ghen, lột áo, lột đồ là nhảy vô coi clip đó liền. Còn clip mà chia sẻ về động lực chẳng ai coi hết. Vậy á? Thích coi những cái tiêu cực, tại vì sao? Vì cái não họ đã được định vị như vậy rồi. Quen, thành có quen á. Nhưng mà các bạn đã được định vị trong cái tích cực thì lúc nào các bạn cũng xem những cái tích cực không à. Mà cái tiêu cực không bao giờ các bạn xem. Chỉ cần hãy lướt qua, hãy đọc cái chữ bảo hành trẻ em thôi là hãy hình dung ra cái chuyện gì nó xảy ra rồi. Hãy không cần phải click vô hãy xem nữa. Và hãy nói phải làm việc, lấy làm việc để cho con mình không bị rơi vào như vậy. Cái cuối cùng mình không thể thay đổi được người khác, mà mình chỉ có thể thay đổi mình để thích hợp với người khác mà thôi. Đúng không?
Tại cái bà đó, bản chất của bà là bạo hành trẻ em rồi. Mình có thể thay đổi bà được, mình chỉ có thể thay đổi mình thôi. Nó bắt nguồn từ cái suy nghĩ đó. Rồi trong cái suy nghĩ của mình nó còn rất là nhiều cái chuỗi suy nghĩ tiếp theo nữa, mà các bạn cần phải nâng cái tầm mình lên một chút, dành ra một ít thời gian quan tâm với đội nhóm của mình, đi học hỏi những người này người kia, lắng nghe câu chuyện của người này người kia đó. Để chi? Mình cho não mình ăn mỗi ngày, mình phải đi nghe câu chuyện. Chứ các bạn có lũi làm cứ BB có về không, chân tắc có lên không? Đúng, cái điều đó là rất cần thiết, nhưng mà các bạn không mài rìu thì rất là nguy hiểm. Lũi làm không phải là một cách đâu. Rồi các bạn dành cái thời gian đi sinh hoạt chung với đội nhóm của mình. Các bạn dành thời gian để lướt Facebook để coi đội nhóm của mình ai được tuyên dương, và cái người bên nhóm của người này người kia được tuyên dương như thế nào, mình vô mình chúc mừng họ. Mà chúc mừng không phải một câu nhảy vô chúc mừng hay quá hay là thích quá, vô chỉ dõn dẹn vậy thôi, nó nhạt quá. Mình nâng tầm cái giá trị bản thân của mình lên, thành ra tất cả những cái comment của mình nó phải để lại cho cái người mà mình gửi, phải động lại cái suy nghĩ. Các bạn mở cái comment của các bạn lên, một cái tab top của bạn lên bên dưới, nó có rất là nhiều comment. Thường các bạn sẽ có một cái động thái là các bạn lướt. Bởi vì sao? Những cái câu đại loại như là chúc mừng hay là chào anh, đúng không? Chúc mừng các bạn đâu có coi đâu. Cái nào nhiều các bạn coi họ nói cái gì. Hiểu hay nói không ạ? Cái suy nghĩ của các bạn phải làm sao nó phải khác đi. Khác đi với cái suy nghĩ của bây giờ. Nó kiên định hơn, nó rõ ràng hơn, nó cụ thể hơn. Mai Hương Giang, bây giờ em có thấy em đã khác hơn lúc trước cách đây 3-4 tháng không? Đó. Em khác cái gì nói anh nghe coi. Ngồi nói được rồi. Suy nghĩ em khác về cái gì? Mà trước em không có suy nghĩ điều đó, đúng không? Nó rất là mơ hồ. Rồi gì nữa? Em có thấy em có khác gì không? Thấy thức ăn muốn ói. À. Hả? Mà tại sao mà em hồi xưa thì em đi làm em không có khác, mà em có bồ giờ em làm được cái này bị bồ bỏ là sao? Kiều quá hay à. Các bạn thấy cái thái độ, cái suy nghĩ có khác hết chưa? Dạ. Nói lên một cái câu rất là đơn giản là ngu tầm ngu, mã tầm mã. Hồi trước đây thì mình chơi những cái người vậy đó, nhưng mà bây giờ mình làm cái này những người đó không chơi với mình nữa. Tại vì sao các bạn biết không? Nó không cùng cái hệ á, nó không đúng gu nữa. Thành ra đó, khi mà em nó nâng cái tầm em lên á, ngồi xuống đi, em nâng cái tầm em lên á thì có nghĩa rằng là em được tiếp xúc với những cái người mà họ có cái suy nghĩ khác không à. Nó không giống với những cái người mà trước đây em đã chơi với họ nữa. Thành ra nó đã tạo ra một cái là khoảng cách. Em phải chấp nhận, muốn được cái mới thì hãy sinh hy sinh cái cũ. Em chấp nhận cái sự mất mát đó để em bước lên một cái level mới thôi. Duyên, em có thấy em có khác gì không? Có. Khác gì? Bây giờ em cảm thấy bản thân em tự tin hơn.
Đúng không? Anh nhìn thấy ánh mắt em có về điều đó. Tốt. Ai nữa ta? Đây. Em thấy em vô đây em thấy em có khác gì không? Các bạn thấy có một sự thay đổi. Các bạn vào đây các bạn thấy có sự thay đổi. Tại vì cái câu mà hãy nói, hãy dạy mọi người, hãy nói rất là nhiều về cái câu này. Các bạn muốn kiếm 10 triệu các bạn phải đi hỏi những người họ có thu nhập 50 triệu để họ chỉ cho bạn cách để bạn có thu nhập 10 triệu. Các bạn muốn kiếm 50 triệu các bạn phải đi hỏi cái người họ có 300 triệu họ sẽ biết cách để họ dạy cho bạn có 50 triệu. Các bạn muốn kiếm 10 triệu bạn đi hỏi cái người thu nhập chỉ có 4 triệu rưỡi thì làm sao họ biết cách họ chỉ cho bạn cách để bạn có thu nhập 10 triệu. Và họ tạt nước ở trong mặt bạn là đúng. Người mới của mình đó, đi chia sẻ cái cơ hội. Mình đang muốn có thu nhập 10 triệu, mình chia sẻ cái cơ hội thật tuyệt vời này cho những cái người kia mà họ lại không nắm bắt. Tại vì sao? Bởi vì cái suy nghĩ của họ có 4,5 triệu rồi. Không thể. Các bạn có bao giờ nghĩ rằng là cha mẹ, anh chị, bạn bè nó đã nói với mình chuyện này chưa? Mơ hồ. Mày đừng có mơ, mày không bao giờ có được cái thu nhập đó đâu. Sống ảo. Rồi sống ảo, rồi photoshop cái lương, rồi đặt khoe khoang khoác lác. Nhưng mà trong đó có phần ganh tị. Đúng không? Khi bạn làm không được thì họ. Còn các bạn làm được á thì họ cũng trở nên cái đó là sự ganh tị. Họ không có chấp nhận. Bởi vì cái suy nghĩ của họ nó là ổn định các bạn. Họ đi tìm, đó là họ đi tìm sự ổn định. Như vậy thì các bạn muốn được cái này thì các bạn phải chấp nhận mất cái này. Các bạn phải chấp nhận mất cái này. Nhưng mà những con người này, có những người nào họ inbox cho bạn đó thì họ biết dẹp được cái lòng tự trọng của họ. Cái sự ganh tị của họ, cái sự ích kỷ của họ thì họ sẽ inbox cho các bạn. Quỳnh Anh, làm sao chỉ cho chị làm chứ? Chị thấy cái cơ hội em làm cũng khá hay á. Đúng chút. Chị không có tin. Chị nghĩ là em bị lừa gạt. Nhưng bây giờ khác rồi. Chỉ cho chị đi. Có. Có nhiều lắm anh. Hình dung hay nói không? Thay đổi suy nghĩ. Nghĩ khác. Cái suy nghĩ này nó nhiều lắm. Các bạn hãy nói các bạn nghĩ khác là khác cái trước đây mình đã từng nghĩ. Mình muốn có những gì mà trước đây mình chưa từng có thì các bạn phải làm những gì mà trước đây các bạn chưa từng làm. Thì các bạn mới có những cái mà các bạn chưa từng có. Ok ha. Cái thứ hai là cái thái độ. Cái thái độ của các bạn nó phản ánh lên nhiều thứ lắm. Ok. Cà phê khó uống quá à. Uống đâu? Tại vì trước đó mình uống cà phê 6.000 ở lề đường. Uống cái hút lông này vô. Khó uống quá à. Uống đâu? iPhone X khó xài quá à. Xài Apple được rồi. MacBook Pro khó xài quá à. Xài Windows được rồi. Hiểu hay nói không? Gan ngỗng khó ăn quá à. Ăn vô ói, ăn vô bệnh. Ăn cái thứ mà người ta thèm ăn cũng có, mình đi ăn cũng ói. Hiểu không? Thôi không có vô đây đâu. Ở đây mấy người giàu có họ mới vô. Đầu tay đâu mà có.
thôi không dám vô cái shop này đâu, bán đồ mười mấy triệu cái đầm không à, không vô đâu. Ôi cái đầm này nhìn lề lề ôi ghê quá à, thôi không mua đâu mà sao đầm này mắc dữ vậy. Các bạn thấy giống như Hồ Ngọc Hà khi mà họ mặc bả mặc mấy cái đầm nhìn rất đẹp rất lộng lẫy, dĩ nhiên rất là mắc tiền, nhỏ nó khùng cái gì mua đầm, mua đầm ngoài chợ có 220 ngàn mặc cũng đẹp như nó, mua cái đầm 40 triệu mặc phí. Bạn hiểu hay nó không? Dạ hiểu. Gì không có cái giá của nó. Có rất là nhiều người họ nói là cái viên kim cương này sao mà nó mắc vậy? Thôi, mua đồ giả hết theo được rồi. Nó cũng sáng à, bây giờ hãy cho các bạn một chi tiết nè. Khi mà bạn lên top 15 của Global, bây giờ bạn đeo viên kim cương giả họ cũng tưởng bạn là viên kim cương thật. Còn khi mà bạn là một công nhân, bạn có đeo viên kim cương thật họ cũng nghĩ bạn là viên kim cương giả. Mấy các bạn có hình dung cái phần đó không? Nhưng một mình bạn biết nó là thật được rồi. Hiểu hay nói không? Những cái người mà đẳng cấp á, họ nhìn vô là họ biết thật hay là giả, chỉ cần nhìn cái nước màu nó chiếu lên là biết liền. Sao mà lừa người ta được? Những người người ta chuyên sử dụng kim cương, người ta giá trị người ta có mà, nhìn vô là người ta biết kim cương thật hay kim cương giả liền. Hay là những cái người mà được đi du thuyền rồi thì họ không bao giờ họ đi khoe khoang, nhưng mà những người chưa được đi thì lúc nào cũng đi khoe khoang là mình sắp sửa mình được đi du thuyền. Hiểu hay nói? Có nghĩa rằng là cái thái độ của mình á, nó sẽ dẫn mình đến những cái con đường thành công nó nhanh hơn. Bởi vì các bạn cần phải có một cái sự, đó là sự thay đổi. Đã đến lúc các bạn cần phải thay đổi. Các bạn thay đổi khi nào? Khi mà các bạn là senior manager. Các bạn đã dạy cho đội nhóm mình điều đó chưa? Bây giờ các bạn phải dạy cho họ được rồi. Thậm chí ăn uống là mình phải ăn như thế nào. Các bạn muốn biết cách ăn uống đúng không? Làm sao nè? Làm sao để học? Lên YouTube học. Lên Google học. Thiếu chai trên đó cứ Google mà học. Cái thứ gì các bạn cứ lên trên đó, cái gì cũng có đó, các bạn chỉ cần gõ từ khóa là nó có, nó dạy cho các bạn ngay. Hình dung không? Thật ra đó, các bạn chú ý, khi các bạn đang là 21%, các bạn muốn bước lên những cái nấc thang cao hơn nữa thì các bạn phải thay đổi đó, để các bạn nâng tầm cái giá trị của các bạn lên ha. Nó thay đổi từ cái suy nghĩ, từ cái thái độ, từ cách ăn nói, đi đứng, hành động, mọi thứ các bạn cần phải thay đổi. Hãy đang làm điều đó cho các bạn, nhưng mà hãy thấy các bạn không làm điều đó cho đội nhóm của mình nha. Các bạn không có sao chép được cái phần đó. Hãy làm kỹ với các bạn lắm luôn á. Thành ra có nhiều khi hãy nói Long ơi, nếu mà em không có tiền á thì em đừng có đu theo anh với lời mèo con đó, tụi anh xài ít được rồi, chứ đu theo chi rồi đuối. Cái Long đâu có anh, em đang chuẩn bị mua. Giả bộ mình nói chọc tức ảnh, hiểu không? Ảnh nghe anh cũng tức lắm. Không, em sẽ mua. Và cái cuối cùng Long đã mua. Các bạn biết không? Nó vượt qua được cái phần này nè các bạn. Cái suy nghĩ của sự giới hạn. 37 triệu chứ có ít đâu. Bằng cái MacBook Pro rồi. Đúng không? Đúng rồi, nó bằng chiếc xe rồi. Nhưng mà
các bạn nghĩ sao khi các bạn đi dự cái director seminar hay là gì đó, các bạn đi dự cái hội nghị ở nước ngoài, các bạn thấy họ xài toàn bộ MacBook Pro không? Không ai xài MacBook Air. Họ xài toàn bộ là iPhone X không? Họ xây dựng hình ảnh của họ kinh khủng lắm, họ nâng tầm cái giá trị của họ lên. Đó là một người true leader, đó mất rồi. Những cái người leader thực thụ họ sẽ dạy cho đội nhóm của họ về điều đó, để cho đội nhóm của họ nâng tầm cái giá trị của đội nhóm của họ lên. Hãy biết mà, hãy biết các bạn còn có rất là nhiều cái khó khăn, hãy biết các bạn cần có rất là nhiều cái gọi là cần tiền để xây sở cuộc sống. Có đôi khi cái máy tính nó chưa cần thiết. Các bạn có nghe người mẹ mình nói không? Máy tính nó xài được rồi con, nó còn chạy được mà. Con làm online, con lướt lướt nó thôi, cũng đâu có cái gì đâu mà con phải mua cái kia làm chi mắc vậy. Cái máy tính nó được rồi. Mình đừng có nghe lời người ta, mình đừng có đua đòi. Mình phải tiết kiệm để sau này còn có cái để ăn. Hiểu không? Khi các bạn đi ra nước ngoài, tự nhiên các bạn thấy hụt hẫng, vô cùng hụt hẫng. Tự nhiên cái cảm thấy mình rất là lạc lõng và cái cảm giác thôi kệ và mình xa lánh họ. Mình ngại tiếp xúc với những người thành công, nhưng những cái người mà họ cùng cái level, họ cùng cái đẳng cấp, họ cùng cái giá trị, các bạn thấy họ cùng cầm cái ly rượu champagne, họ đứng họ nói chuyện với nhau rồi họ cười giỡn, trong khi đó mình xa lánh họ ra. Vì sao? Mình đâu cùng đâu. Chính xác. Người ta cầm iPhone không, còn mình cầm Samsung. Hiểu không? Thành ra đó, có đôi khi cái suy nghĩ của bạn là gì? Con mèo nó khùng, bỏ tiền ra 1,5 triệu nó mua một cái đầm, trong khi đầm đẹp y chang của nó bên kia bán có 180 ngàn. Cũng là đầm này mặc được rồi, đúng không? Cái bộ khác nhau, đúng không? Nếu đầm xịn đồ này kia hãy ví dụ thôi, chứ đừng nói mà lên tới đây mà 8,7 triệu cái đầm, còn lên đây nữa 70 triệu cái đầm, còn lên nữa nó 400 triệu cái đầm. Dĩ nhiên nhà thiết kế nào thế thôi, thấy không? Đẳng cấp nó có mà, mình nâng tầm giá trị. Dĩ nhiên hay nó nâng tầm có nghĩa là mình nâng từ từ, chứ không phải tự nhiên các bạn làm được 86 triệu, lấy 86 triệu đi hút cái đầm về. Còn ông Phà muốn chết. Ông Phà muốn chết. Ông Như là quá khùng rồi. Nó liều lắm, có mua con dao không mà 2 triệu bạc. Con dao 2 triệu á. Các bạn hiểu ý hay nói không ạ? Cái thái độ, cái suy nghĩ của các bạn, các bạn làm các bạn chưa có thấy, nhưng mà các bạn nào mà có bé đi gôn đó thì thường hãy sẽ làm cái điều đó với các bạn rất là nhiều. Hãy dạy các bạn từng ly từng tí, nhiều khi các bạn bỏ qua những cái gì, hãy dạy các bạn. Ồ, em sẽ mua, em sẽ mua, em sẽ mua. Nhưng mà khi nào em mua, em sẽ mua. Khi nào em lên chức danh, em sẽ lên. Đúng rồi. Chị cứ yên tâm, em sẽ lên. Nói chung là nó nhiều cái lắm. Như hồi đó Long nói với Hải là trời ơi, anh quất cái đồng hồ 400, anh quất cái đồng hồ 10 mấy nghìn. Hồi xưa em nghĩ là em chỉ cần có cái đồng hồ để em dầm giờ được, thằng này cũng quan trọng nó là bao nhiêu tiền. Dĩ nhiên cái đồng hồ đẹp, cái đồng hồ đẳng cấp, cái giá trị của mình nó vẫn có hơn chứ, đúng không? Còn giả hay thiệt á, tự mình biết thôi. Đây nè, nâng cấp hay là xuống cấp thì do cái các bạn thái độ, các bạn sử dụng đồ thật hay đồ giả thôi. Đừng nghe lời chút copy nha. Nó đâu? Tối ngày nó
kêu mình đi xài đồ giả với là đồ ăn cắp không. Nó mình vô ra ra mua, trời anh đừng có mua đó để em mua này hàng tồn trong đi ra nó trời trời. Em đi ủng hộ cho mấy cái người đi ăn cắp đồ không đưa ra. Bà suối xài gì đúng là nó tốt thật, nó muốn là ở tiết kiệm, nhưng mà Hải thì nghĩ khác. Giống như các bạn có thể xài cái phần mềm hack được đó, nhưng mà Hải là xài phải xài bản quyền chứ Hải không xài cái bản hack của người ta. Không phải, mình phải tôn trọng cái người, người ta mất thời gian công sức để người ta ngồi thiết kế phần mềm mệt chết cha chết bà luôn, người ta làm, còn một team của người ta làm để ra cái app đó, chứ phải một cá nhân họ làm ra cái app đó. Xong cái các bạn hack qua Việt Nam, các bạn hack, các bạn xài chùa không? Như vậy người ta không kinh doanh được, người ta không bán buôn được, thì lấy đâu người ta đầu tư chất xám để người ta phát triển nữa. Như vậy chúng ta không có sở hữu được công nghệ, hiểu không? Mình phải ủng hộ cho họ chứ. Thậm chí đĩa gì nữa, đĩa cứ coi đĩa, đĩa đúng gốc của nó chứ tuyệt đối không sử dụng đĩa chép. Thà tôi không mua, thiệt mà, thà tôi không mua. Chứ nó mà mua tôi không mua đĩa lậu, tôi không mua đĩa chép, tôi mua đĩa gốc để tôi ủng hộ cho những người, những người bán đĩa. Nó khác nhau với suy nghĩ, với thái độ, hiểu không? Dạ. Còn các bạn nói anh ơi nghe có một lần mua cái đĩa chép được rồi chẳng hạn, đó là bạn muốn nghe bạn lên trên YouTube bạn nghe cũng được vậy, đúng không? Nếu như hôm rồi con Ngô Thanh Vân đó, nó kiện cái thằng đó vô cái rạp chiếu phim livestream cái phim của nó, bao nhiêu công sức của một tổ chức để dựng lên cái phim đó, con tốn biết bao nhiêu là thời gian, công sức và tiền bạc. Nó vô nó tốn tiền, cái vé nó vô livestream ra ngoài coi cái clip của người ta. Cuối cùng nó bị bắt rồi. Công an bắt. Thái độ. Tốt. Tại vì cái thái độ nó dẫn mình đến cái suy nghĩ của mình. Nó khác lắm. Mình phải nghĩ khác người ta. Như vậy đó. Khi các bạn có những cái suy nghĩ khác, ví dụ như là đầu tư cho bản thân của mình, trao chuốt cho bản thân của mình một chút ha, từng cái chiếc áo mặc sao cho nó coi nó vừa mắt, rồi cái điện thoại của bạn xài đó, tại vì nó hỗ trợ công việc kinh doanh. Các bạn hãy biết là đằng sau các bạn có những cái khó khăn, nhưng mà đây chính là cái sự đầu tư. Tại vì các bạn đầu tư cho các bạn thì tự khắc cái cuộc sống của bạn nó sẽ thay đổi. Nó thay đổi theo cái chiều hướng đi lên, chứ nó không theo cái chiều hướng ngược lại. Nhưng mà các bạn cứ quanh quẩn, tháng này phải mua sữa cho con, rồi tháng này phải trả tiền này, tháng này phải trả tiền kia, thôi thì từ từ cũng được. Nhớ không? Mình phải cần có một cái lộ trình, có một cái thời gian nó cụ thể. Như vậy á, cái giá trị của các bạn á là nó rất là quan trọng. Thành ra khi mà các bạn nằm trong một cái đội nhóm, các bạn có những cái người leader thực thụ, họ sẽ dạy cho các bạn được điều này. Những người khác họ không dạy cho các bạn được điều đó. Từ cái ăn uống thôi. Các bạn nghĩ sao khi mà vô các bạn tiệc, hay là vô một cái director seminar, hay là vô một cái tiệc sang trọng cầm cánh gà đó, rồi nút bỏ xuống làm cái gớm không? Ai biết làm? Đừng nói nha, để ý kỹ thì là có đó. Hãy anh đi anh để ý kỹ cho mấy ra tên seminar đó. Rồi hả? Đi ăn đồ ăn phủ phê đó, lấy ống luôn đem về. Cái mỗi đứa một dĩa rùng rùng cái ăn mấy miếng cái bỏ. Các bạn thấy đó đẹp không? Đẹp, cũng đẹp xíu nào. Cái hãy là nó ăn khó khăn quá, đồ ăn của người ta, đồ ăn của anh đâu, anh nấu thiệt đó. Bởi vì mốt thôi đi đâu né ông Hải đi ăn rồi không thấy la nữa, bây giờ cha nó già khó tính. Ai nói ai nói vậy, kích ra khỏi nhóm liền luôn. Ờ, kích vậy. Ý là nói các bạn á, nó nhiều thứ lắm đó,
rồi giống như là đi đứng hay la lối nó ung sùm hết, không có một cái nào là lịch sự hay là tôn trọng mọi người hay là cái gì đó. Các bạn ồn ào quá, mấy đứa này đa cấp, mấy đứa đa cấp nó nhoi nhoi vậy đó, giả bộ ấy chứ nó ăn bánh mì với bà nó luôn, đúng không? Giả bộ nói tiền tỷ, tiền trăm triệu chứ ăn bánh mì với bà nó luôn, chứ đâu có được ăn gan ngỗng. Ở chưa nè. Như vậy cái phần cuối cùng hãy nói chuyện các bạn. Cái này chỉ có ba chủ đề để nói các bạn thôi. Cái cuối cùng hãy nói các bạn là cái mục tiêu, ấn định mục tiêu. Ấn định mục tiêu các bạn cụ thể mà rõ ràng. Tháng này 8 chân hay là mấy chân? Tháng nào 10 chân, tháng nào 12 chân? Còn cái làm sao để cho người ta lên 21%, hãy đâu có cần phải dạy các bạn cái phần này đúng không ạ? Các bạn mà còn học cái này nữa thì thôi đi chết luôn cho rồi. Biết là sao không? Tại các bạn đã đi qua 21% rồi, các bạn hỏi lại câu làm thế nào để dạy cho nhóm lên 21% nữa, thôi các bạn đi chết rồi đi. Thật ra đó, cái cách để hướng dẫn cho một người mới 3 tháng lên 21% nó nằm trong một cái quy trình rồi. Đào tạo 1, đào tạo 2, đào tạo 3, 9% hoặc đào tạo 4. Nắm kỹ quy trình tuần hoàn, nắm kỹ quy trình 12 bước. Hình dung nè, theo sát cái buổi livestream khởi nghiệp và những cái buổi huấn luyện. Nói chung là cái sinh hoạt hàng tuần từ thứ hai đến thứ sáu của group. Dĩ nhiên bữa nào mà hủy thì thôi, mà còn có thì phải lên, tại vì cái đó là sinh hoạt hàng tuần. Có đôi khi á, không phải hãy bỏ đâu, các bạn đừng nghĩ là hãy bỏ, nhưng mà với mức độ và tần suất mà dày đặc như vậy đó, thì cái người xem họ cảm thấy bị ngán, thành ra đôi khi hãy phải dừng nó lại, chứ không phải hãy bỏ lười biếng hay gì đâu, đôi khi hãy phải dừng nó lại. Bởi vì cái tần suất mà nó cao quá, nó sẽ cảm thấy nó bị nhàm lắm. Hiểu hay nói không? Đó. Thành ra nhớ là cái sinh hoạt chung của mình là 21 giờ đến 22 giờ các bạn phải có mặt. Và các bạn sẽ để ý cái điều này. 2,7 ngàn lượt xem. Sau đó tới 9 giờ 35 hay là 45 á, nó tụt xuống 2,2 ngàn. Cho đến bắt đầu 10 giờ đó là nó tụt xuống còn có 1,3 ngàn. Một nửa. Các bạn đi đâu? Học đối phó vô điểm danh rồi thôi. Vô comment vài câu xuống ao. Không có mặt đúng giờ, không mời đội nhóm vô coi. Đội nhóm mà. Nếu một mình em đâu ra được nửa người. Ba người lớn ha. Nhưng nếu mà có em thì nó chỉ còn có 1299 thôi. Phải không? Anh muốn con số nó giảm xuống được khi nào hay khi nấy. Ngay ban đầu em không vô học thì làm sao nhóm em vô học? Tập từ từ riết nhóm em nó sẽ vô quen, nhưng mà ngày nào phải có em. Anh cũng phải vô. Em vô em mời, mà đứa nào không vô là em kích. Thậm chí chủ nhóm 21% em cũng điểm danh luôn. Anh tiếp tục nha. Anh tiếp tục nha. Rồi. À, mình phải ấn định được cái mục tiêu của mình cho nó cụ thể mà nó rõ ràng. Cụ thể khi nào nha. Cụ thể luôn, chi tiết luôn. Cho nó rõ ràng cái mục tiêu của mình luôn. Rồi. Khi mà các bạn ấn định cái mục tiêu cụ thể và rõ ràng cho đội nhóm thì dĩ nhiên
toàn bộ cái đội nhóm của bạn bên dưới họ phải nắm chắc được cái quy trình làm việc, và bạn phải bám sát rõ những cái gì mà nãy Hải hướng dẫn cho các bạn. Mình phải bám sát cái đội nhóm của mình, bởi vì họ chính là tài sản. Cứ thấy tiềm năng, bắt đúng tiềm năng nha, chứ còn bắt sai tiềm năng là không được đó. Bắt sai tiềm năng các bạn mất một khoảng đường rất là dài. Rồi, như vậy thì khi đó các bạn phải chắc chắn là ở bên dưới họ đang làm việc một cách rất là nghiêm túc, và bạn phải theo sát những cái mục tiêu của đội nhóm của mình. Quy trình đã có rồi, này kia trong group đã có, muốn cần gì cứ lên đó hỏi. Group chat của mình á, cứ cần gì cứ lên đó hỏi. Ha, mục tiêu đã rõ, em đã học kỹ cái này chưa, trả bài, kiểm tra. Cho kiểm tra chéo người này, kiểm tra người kia. Để đỡ mất thời gian của các bạn. Rồi, thì cái mục tiêu cụ thể và rõ ràng này nè, là các bạn cần phải làm việc với đội nhóm bên dưới của mình cho nó kỹ, nó sát sao, thì cái mục tiêu của các bạn sẽ đưa ra cái mục tiêu nó rõ ràng. Ví dụ khi hãy hỏi tháng này em mấy chân, giờ tháng này em 3 chân, tại sao không là 4 chân, và hệ thống em nó còn yếu. Nhưng mà thực chất là bạn không có quạt và không có soi xuống bên dưới để coi cái đội nhóm mình lực nó tới đâu. Thành ra các bạn thường thiếu cái phần đó mà chạy không đúng, chứ không có gì hết. Dĩ nhiên cái một cái phương pháp mà nó rất là hiệu quả, mà Mèo đã áp dụng mà rất là thành công. Mèo nó đã áp dụng mà rất là thành công. Có nghĩa là nếu em có đơn hàng chị sẽ tặng em một người. Nếu em có 200 BB chị sẽ tặng em một người. Nếu em tuyển được một người chị sẽ tặng em một người. Như vậy tổng cộng là bạn có 3 người tiềm năng. Cái công việc này đơn giản đúng không? Dĩ nhiên các bạn phải tuyển được người. Các bạn phải có cái nguồn để bạn tuyển được người. Mà hãy muốn tuyển được người thì các bạn cần phải có cái sự đầu tư. Có đôi khi nó không cần phải bằng tiền đâu. Có thời gian, chất xám, sự chăm chỉ là các bạn vẫn có thể tuyển người được, mà không cần phải chạy quảng cáo, các bạn vẫn có thể tuyển tốt được. Đôi khi không cần thiết phải chạy quảng cáo. Hình dung mà. Và cái phát triển đội nhóm thì cái này Hải không bàn với các bạn nữa, tại vì cái này nó quá thừa khi mà Hải nói chuyện với các bạn. Hãy cho nói rõ các bạn là ấn định mục tiêu cụ thể và rõ ràng, và các bạn phải có một cái sự, đó là cái sự cam kết. Đây là cái quan trọng. Các em, tháng này chị mở 3 chân tách nha các em. Ủng hộ chị nha. Chị cam kết với các em đó là tháng này chị mở 3 chân tách. Sếp ơi, tháng này em mở 3 chân tách nha sếp. Em đã tự hứa với bản thân của mình, tháng này em sẽ mở 3 chân tách. Em đang quyết tâm về em làm điều đó. Dĩ nhiên công thức, chân nào mạnh lên trước, đúng không? Công thức của mình, chân nào mạnh thì nó cứ lên trước. Rồi, như vậy thì khi các bạn cam kết với ba cái đối tượng này thì các bạn sẽ phải giữ lời hứa, tại vì cái lời cam kết này nè, các bạn làm cũng đúng. Hình ảnh bạn nó không có, không có dám. Nhưng mà khi các bạn làm được, các bạn có kết quả, thì khi đó các bạn nói dài bất cứ điều gì đội nhóm các bạn họ cũng sẽ nghe. Dĩ nhiên trong một dòng sông thì bạn không nên ngược dòng, đúng không nè? Bạn không nên ngược dòng. Khi các bạn đi ngược dòng thì có nghĩa rằng là người ta sẽ bỏ bạn một khoảng cách rất là xa. Đó. Và
khi mà các bạn đã ấn định mục tiêu rõ ràng, cụ thể, các bạn cam kết với bản thân của mình, thì cái cuối cùng là gì? Quả hỏi hay quả ngã? Hỏi. Làm gì có quả ngã? Có quả ngã không ta? Không có quả ngã hả? Để chữ quả ngã đó là sao? Quả có kỳ không bao giờ có. Tao có chữ quả ngã. Tại anh chưa giờ biết chữ quả ngã. Không mấy bạn còn tỉnh không? Rồi giả bộ hỏi mọi người tập trung. Cuối cùng là kết quả. Hình dung mà em chị đã làm để chứng minh kết quả của chị, em phải nỗ lực tháng sau để em chứng minh kết quả với là đội nhóm của em nha. Ha? Em suy nghĩ đi, để em cam kết với bản thân của mình, em cam kết với chị và sau đó em cam kết với đội nhóm của em mục tiêu. Để chi? Để mình có cái kết quả thật tốt. Và cái cuối cùng mà chị mong muốn của em đó là tận hưởng thành quả. Thành quả lao động. Tận hưởng cái thành quả lao động đó. Dĩ nhiên, xong kết quả thứ nhất mình sẽ đến kết quả thứ hai. Mục tiêu nhỏ thì cái khó khăn nhỏ, cái kết quả nó sẽ nhỏ. Mục tiêu lớn, cái khó khăn nó sẽ lớn và cái kết quả nó sẽ lớn. Như vậy, trong cái chặng đường mà các bạn đi qua cái diamond, là cái kết quả cuối cùng hay chưa? Dạ, chưa. Xạo các bạn, nó xạo gì luôn. Các bạn thề với bản thân mình thì nó có phải là kết quả cuối cùng chưa? Có chưa thề. Tôi xin thề. Thề đi, nó là kết quả cuối cùng chưa? Chưa. Hãm tình. Thầy cá các bạn luôn. Chỉ có những đài mà thầy thách các bạn luôn. Kết quả cuối cùng chưa? Chưa. Nhưng mà... chứ sao em có đứng ở đó ba chân quầy? Sao vui vậy? Sao đứng có một chân quầy? Sao làm hoài có 21% quầy? Hả bé? Sao đứng có 2-3 chân quầy? Bé này tháng này có 1 chân không? Nói không? Nói. Sao vậy? Bởi vì các bạn nghĩ rằng là cái này là kết quả cuối cùng, các bạn không thể. Cái suy nghĩ của mình á, nó mất rồi. Cái suy nghĩ các bạn nghĩ là mình không thể thì các bạn sẽ khó đạt được cái điều đó. Hình dung không? Nhưng các bạn đã đạt lên đến đây nè. Cái tầm nhìn các bạn tự nhiên nó thoáng hơn, nó xa hơn, các bạn thấy được nhiều điều mà các bạn chưa bao giờ thấy khi mà các bạn chưa đạt. Hãy nghe những cái người diamond họ kể về cái câu chuyện mà họ thấy được cái thiên đường ở phía trước của họ. Các bạn biết gì không? Cái thu nhập của họ khi mà họ lên diamond, họ chiến á, 6 tháng sau thì thu nhập của họ sẽ lên đến 100 triệu. Họ thấy được thu nhập của họ lên tới 300 một năm sau. Các bạn có tưởng tượng được một tháng các bạn làm việc là 1 tỷ một tháng không? Có tưởng tượng không? Có tưởng tượng không? 1 tỷ một tháng. Hải tưởng tượng điều đó. Bây giờ nó đi nửa đoạn đường rồi. Có nghĩa là mình cố gắng lên nữa, mình phát triển nhiều diamond lên nữa để mình kiếm thu nhập mình 1 tỷ một tháng. Các bạn tưởng tượng tháng có 1 tỷ. Chưa kịp xài hết tiền là đã chữ tiếp rồi. Anh Hải hay nói vậy đó. Bây giờ em nhục quá. Nhưng mà ý hay nói là lúc này là mỗi tháng sắp tiền đi mua một căn nhà. Một năm đổ mấy chiếc Porsche. Thấy sao? Các bạn có tin điều đó không? Đó. Nó xa vời lắm đúng không? Mấy bạn mà chưa có đạt được thấy nó xa lắm.
Nhưng mà mấy bạn mà đạt được cái này, các bạn thấy được cái này. Nhưng mà các bạn đạt được cái này, các bạn có thấy được cái này nè. Vậy là làm một tháng. Các bạn đạt được cái này, các bạn thấy được cái này nè. Thấy được cái này nó gần chạm được á, nó gần chạm được luôn đó, cái khoản thu nhập rồi. Bây giờ thu nhập nó cứ lên đều lên đều lên đều, có số nhân mà nó lên kinh khủng lắm đó nha, tháng nào cũng lên. Thành ra các bạn biết rằng là trong thời gian chắc không xa đâu, thu nhập Hải sẽ đạt cái ngưỡng này. Mà có cái người á là họ đã đạt đến con số là 2 tỷ ở Indo rồi, 2 tỷ một tháng. Gì cả đời, cả đời chưa chắc được 2 tỷ. 500 triệu. Hiểu không? Và tất cả mọi thứ này nè, nó bắt nguồn từ cái suy nghĩ của các bạn. Mình có tin về điều đó hay không? Các bạn phải cho đội nhóm các bạn họ nhìn thấy về những cái điều đó. Em lên 21% em sẽ thấy được những cái giá trị đó. Em lên gold em sẽ thấy được những cái giá trị đó, em lên diamond em sẽ thấy được những cái giá trị đó. Đúng không chị Thủy? Cái ngày mà chị mở gold á, chị rất là khao khát cái diamond. Nhưng mà khi mà chị mở được cái diamond, chị thấy như sao? Trước kia chị nghĩ là diamond mình lại á, mình nói tư tưởng là khi ba mình làm thì lâu rồi, từ thời khó khăn của Hải biết. Thế xong mình chỉ biết ai hỏi gì hỏi bao nhiêu chân, mình cứ bảo mục tiêu 6 chân, không ngờ nghĩ nhỏ hơn. Thế xong mà đúng một cái thời đó mình nghĩ diamond nó kinh khủng lắm, nó mơ hồ lắm. Nhưng mà lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ là diamond thôi, chỉ nghĩ là 6 chân thôi. Một chân mà ai hỏi mục tiêu bao nhiêu chỉ nói là 6 chân thôi. Nhưng mà đúng là cái điều đó ước mơ nó sẽ trở thành hiện thực. Thế xong đến khi mình nghĩ là khi mình đi lên diamond rồi á, thì mình sẽ dừng lại để mình giúp cho mọi người lên cái này thôi, tức là cái mục tiêu là chỉ lên đến cái này thôi. Thế xong đến khi mình lên mở rồi á, mình đã dừng lại mất 3 tháng. Thế sau từ khi mà nghe Hiền nói thì mình mới bừng tỉnh ấy. Tức là mình mà làm như vậy thì mình sẽ không dừng lại thì không giúp cho đội nhóm tiến được. Thế sau đến tháng thứ 3 mình mở rồi á, bắt đầu mình mới quay lại mình xây các chân tiếp theo. Thì khi nói Hiền nói là chị phải xây tiếp mục tiêu là 8 chân, là 10 chân, là 12 chân, thì tự dưng mình nghĩ ra là mình mất 10 năm để có 6 chân. Nhưng mà theo cái kế hoạch bây giờ, theo cái phương pháp online bây giờ chỉ 6 tháng thôi, có thể là có 6 chân và phải dám nghĩ đến điều đó. Thế là sau đầu mình hành động thì đúng 2 tháng sau là có thêm một chân tắt thứ 7. Nó nên là và xây luôn 6 chân rồi và đang đi từng bước 8, 10. Chỉ có 12 chân rồi đó. Nhưng mà chỉ gieo để đó thôi. Thì có chân thứ 7, tháng này chỉ có 7 chân. Thế cho nên là đã lên một cái level cao hơn thì tự dưng là cái suy nghĩ, cái ước mơ, cái tầm nhìn nó hoàn toàn nó khác. Và thấy cái điều đó nó gần lắm, nó đơn giản. Còn chưa lên được thì thấy nó rất là ước ao, rất là khó khăn. Giống như Hải ấy, mình luôn còn nhìn con đường của Hải đi. Hải là bảo trợ của mình đúng không? Hải đang đi con đường đó. Và cái đích Hải như vậy thì mình cứ làm đi, Hải đã đến được thì chắc chắn là mình sẽ đến được nếu mình tin vào nó. Theo cứ làm theo những gì và bảo trợ hướng dẫn thôi. Đó, cảm ơn chị. Thế thì Hải mới quay lại các bạn và Hải chốt với các bạn luôn. Thì hồi nãy Hải có nói đó, chúng ta cùng có một công thức, chúng ta cùng có một phương pháp, chúng ta có cùng một quy trình. Nhưng mà cái thái độ, cái suy nghĩ của mỗi người nó sẽ là mỗi khác. Câu chuyện hồi nãy hãy bắt đầu với các bạn, hãy kể về câu chuyện bạn Lý Trường Thành đó. Rồi hãy cầm cái catalog, hãy hỏi các bạn về catalog là cái gì đó. Hiểu không? Nó là một cái tài sản của tôi. Thành ra cái phần này trước khi mà hãy kết thì hãy cũng nói với các bạn là cái hệ thống của mình, cái đội nhóm của mình, cái sản phẩm của mình ha, và tất cả mọi thứ là nó là một cái tài sản lớn của mình mà hãy nghĩ rằng là các bạn cần phải theo đuổi. Và như chị Thủy đã chia sẻ đó, thì tất cả mọi thứ nó phải cụ thể và nó phải rõ ràng. Thành ra các bạn sẽ cảm thấy mơ hồ khi các bạn chưa đạt được điều đó, nhưng mà không có nghĩa rằng là các bạn không đạt được điều đó, tại vì Hải làm được, các bạn làm được.
và các bạn hãy để ý kỹ lại, chính các bạn là những nhân chứng lịch sử. Hãy bắt đầu với các bạn thời điểm giống nhau, đúng không nào? Xuất phát từ thời điểm giống nhau đúng không? Cùng một phương pháp, cùng một công thức, cùng một cách làm, cùng một quy trình, xuất phát cùng một thời điểm giống nhau luôn. Mà lúc đó hãy có 6 chân. Các bạn hãy confirm hãy về cái phần này. Chưa hết năm 2017. Nhớ không? Hồi lúc mà đầu năm vô mình còn đang lay hoay cái vụ mà hả, hệ thống nó tan nát hết. Bây giờ phải kéo lại rồi phục hồi rồi đó, huấn luyện trong group chat rồi phải nói rồi mọi người đừng có bấm like nữa, bấm like nó không ấy được, con này kia like gùm trời gùm đất. Rồi huấn luyện còn phải copy bát chia sẻ lên. Vô một cái group có 200 mấy người hả? Nhớ không? Đó. Như vậy là mình bắt đầu tháng mấy các bạn nhớ không? Lúc mà mèo hệ thống mà tơi bời hoa lá rồi Điệp Như mới lôi anh vô đây ngồi với cái bàn, bây giờ nhóm mèo về giờ sao anh, rồi nhóm của Quỳnh Anh nữa, có mình chân của Ngọc Cẩm dưới là nó khống chế, anh mới nói thằng Khoa nè phải lên để mấy người kia không có coi thường mình nữa, đúng không? Dạ. Tháng nào tháng mấy? Dạ tháng 2. Bảy, qua Tết rồi. Qua Tết. Tháng 3 là hệ thống mèo là cái bằng là tùm lum tà le hết. Tháng 3 là thí lên 21, tháng 2 là thí lên 15. Ừ. Tháng 1 là tháng Tết. Tháng 1 tháng Tết hả? Dạ. Vậy là tháng 2. Tháng 2, em nhớ mà. Tháng 2 đến tháng 11 có bao nhiêu tháng? 9 tháng 2. Tường thu nhập ở mấy Điện Như có khóa hàng có nè, hãy có 90 triệu à, 6 chân hãy thu nhập có 90 triệu à. Đúng rồi, các bạn đang là gì mà 6 chân thu nhập các bạn. Thì lần trước hãy rớt xuống hãy còn 6 chân thu nhập hãy có 90 triệu à. Dạ. Bây giờ là 500. Vậy là năm sau là 500. Đúng. Các bạn biết là sao không? Các bạn đều sở hữu công thức, phương pháp, quy trình, cách làm, mọi thứ hết. Nó là một, nhưng mà thái độ của mọi người nó là sẽ khác nhau về cái sự phát triển của các bạn. Nghe kỹ nha, phải suy nghĩ kỹ nha, nó phải cụ thể mà nó phải rõ ràng. Hãy đang nói cái này là quan trọng lắm á, mà các bạn không giải mã được các bạn không có phát triển được đâu. Thành ra hãy kết luận các bạn là hãy không có bí quyết gì hết, và hãy không có giấu các bạn bất cứ một cái tuyệt chiêu gì hết. Mà bí quyết của Hải lại là các bạn đang nắm giữ, đúng không? Quy trình tuần hoàn, quy trình 12 bước, đào tạo 1, đào tạo 2, đào tạo 3, khởi nghiệp. Đâu khác gì đâu, Hải đang áp dụng một công thức một à. Các bạn hình dung đây chưa nè? Như vậy cái Hải muốn nói với các bạn đang ngồi đây đang là 21%, thì các bạn phải biết được rằng là khả năng các bạn có thể làm được cái điều này. Vấn đề là các bạn có tin điều đó hay không thôi. Bản thân mình không tin vào chính mình, không tin vào mục tiêu của mình, thì làm sao mà các bạn có thể mở được diamond? Các bạn thấy bây giờ đó, người người họ rủ nhau họ lên diamond. Thật mà, bây giờ là người người họ rủ nhau họ lên diamond, diamond nó hàng loạt. Và diamond là cái gì? Là cái gì đâu? Thu nhập 90 triệu là gì? Là cái gì đâu? Quá trời quá đất. Chị Thủy hồi xưa chị nói mà diamond là cái gì đó, nó kinh khủng lắm mà nó xa vời lắm, không bao giờ nghĩ tới được. Mà bây giờ thấy diamond chẳng là cái gì. Giống như là 21% mới lên. Mà diamond không có cửa vô tới 15 đâu, xin thưa các bạn luôn. Chỉ có executive mới có thể có cửa để lọt được top 15, dĩ nhiên nâng tầm giá trị của bạn lên một nấc nữa. Rồi, các bạn có tin là mình vào được top global? Có. Có không? Có. Công thức, phương pháp, quy trình mình đã có hết rồi. Mình đang sở hữu một cái
công thức mà rất là nhiều nước trên thế giới này họ đang hỏi mình cách làm như thế nào. Các bạn hiểu hay nói không? Khánh Ngọc đừng ngồi mơ hồ là em sợ là em không vào được top 5 thế giới. Em đừng sợ em không có mắt hút rồi. Em đừng sợ là em không có ít. Em đừng sợ em không có nhà. Hãy dẹp qua những cái suy nghĩ này. Cứ nỗ lực và làm việc và làm việc và làm việc. Thì lúc đó em sẽ thấy là sự nỗ lực của em đây mình nó chưa thật sự bắt đầu cái gì cả. Nó nè, đó chỉ là một chặng đường để mình đi. Cái clip hôm qua nó đầy ý nghĩa trong đó cho các bạn coi. Clip hôm qua mà nói về động lực ước mơ. Thế thì cái hay nói đó là các bạn đã có cái chìa khóa nó trong tay rồi. Nó cuối cùng nó chỉ còn có một thứ duy nhất. Có thái độ của các bạn thôi. Các bạn hãy làm một cái gì đó chứng minh cho Hải thấy. Các bạn làm một cái gì đó tỏa sáng cho Hải thấy. Ví dụ như Quyên Nguyễn mà. Hãy sao mở bốn chân cho anh coi. Giang gì quên rồi. Mai Hồng Ngọc. À, Mai Hồng Giang. Mai Hồng Giang là tháng sau mở. Anh có chân nào chưa? Em mở ra anh coi anh chân coi. Em Nguyễn tháng sau mở chân cho anh coi coi. Các bạn phải làm một cái gì đó để mình tỏa sáng chứ. Ở Linh nữa. Mở đây mình cho anh coi coi. Muốn lấy vợ không? Tháng sau luôn. Rồi Tường Vân nữa nè. Rồi gì tên gì quên nữa. Duyên nữa nè. Rồi bạn kia nè, hôn hào cho giữ vô tháng này sao? Làm lại nữa hả? Làm lại hoài ấy. Hôn hào cho giữ vô đi. Rồi các bạn ngồi sau nữa. Rồi các bạn ngồi sau đó nữa. Rồi các bạn đang coi live stream thì sao? Có quyết tâm mở chân không? Tự hiểu đi, nói Lê Thương nữa. Rồi đó, cái giá trị của Lê Thương đó, nó nằm đây nè. Mèo con nó nghĩ nói có nghĩa là giá trị nó đang đi xuống. Niềm tin của em với bảo trợ mất. Commitment, cam kết với bảo trợ, với bản thân, với đội nhóm. Hiểu không? Ai nữa? Tố Trinh anh chẳng thèm nhìn mặt nữa. Thật buồn nói rồi. Ở cái bà thợ điện kia nữa. Ai nữa trời? Thỏ nè em. Thỏ vui nè. Miễn bàn rồi. Vui tiếng mà tối gửi em là 504 ngàn. Gì 504 ngàn ba? Cái này 504 ngàn. Tháng này chứ, tháng sau cũng là tháng này nữa. Bà bầu rồi nữa. Bà bạn tôi nữa. Bà Thảo Kim đi. Rồi xong rồi cái về các bạn lại tiếp tục lu mờ tiếp à. Không hiểu tại sao. Đó là thỏa mãn như lúc đầu, bài học lúc đầu nói đúng không? Có 3 phần. Đủ chưa nè? Nên là bạn này đủ rồi, đi học theo cô giáo, học trang điểm, rồi vẽ vời, mặt mày. Lâu rồi.
đâu lâu bữa mới thấy ở dưới. Em mở lâu rồi. Em mà tự nhiên vô đây đi làm kiếm tiền như lũi qua bên kia rồi mới mốt đi bưng bê nữa. Còn có người hẹn chuẩn bị đi học trang điểm, dạy trang điểm gì nữa, nâng cao gì nữa đúng không, lấy khăn xanh khăn hồng khăn đỏ gì đó cho khăn gói luôn á. Ở đây chưa được lấy luôn anh thấy là chưa được học trang điểm cơ bản luôn, chưa được luôn. Bây giờ còn không biết cách sử dụng Novay ra làm sao nữa đúng không? Các bạn biết cách sử dụng Novay không? Dạ. Nhưng mà biết sử dụng combo không? Nhớ ha, tiêu chí của mình là tập trung vào cái wellness combo. Bây giờ cho đội nhóm mình làm sao mình phải định hướng trong tương lai của mình là mọi người sẽ chốt từ wellness combo. Các bạn biết tại sao không? Không phải bán buôn, không phải sợ dị ứng, không phải tư vấn, rồi không phải sợ cái này cái kia. Quả nét đi là rất là ok. Cảm ơn các bạn. Cái bài của anh Sọn ra chưa dạy nữa. Ủa anh soạn rồi, anh để thôi, để anh có gì anh nhớ, còn cái này anh ghi rồi. Chứ cần phải ngồi coi cái này nữa không? Để soạn ra chứ. Anh dạy, anh dạy. Lo anh dạy. Ai lên công ty thì sẽ được học. Đâu em để anh coi lại chứ, ngồi sáng, ai không coi thì coi. Nè mọi người, bye bye anh Hải, thả tim cho anh Hải đi. Không cần đâu, chỉ cần có kết quả chứng minh cho anh thôi, chứ anh không cần gì nữa. Đây, zoom kỹ vô anh Hải hả? Anh Hải nhìn nè. Cái chân thứ 7 của em đó, anh nó sai một ngày, một ngày mấy. Tao chờ anh nhìn đó cả nhà. Mà đăng ký chứ không nhìn cho tiền từ chỗ tiền đi. Không phải thả tim nha. Không ai đặt em chốt đó. Anh Thắng Phạm ơi, tách chân cho em coi đi, đừng có thấm gì hết á. Em để cái tóc này đi, thấy em tin vậy. Bye bye. Là kết quả mà các anh chị đang nhìn thấy.